Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 2186, người bay trên không ba. Trương đại quan nhân thở dài, Vĩ Nồng à Vĩ Nồng, em một mực cho rằng em là em gái mà anh tin tưởng nhất, không ngờ, em mới là phản đồ trà trộn vào trong đội ngũ của đảng. Một đám người đồng thanh bật cười. Tiết Vĩ Nồng nghe nói tới một màn mạo hiểm vừa rồi thì cũng không khỏi sợ tới toát mồ hôi lạnh, nếu Trương Dương thực sự xảy ra chuyện gì, chỉ sợ cả đời này mình không thể tha thứ cho bản thân. Từ Kiến Cơ không hề chính mắt thấy một màn vừa rồi, đối với Trương Dương từ trên trực thăng nhảy xuống thì hắn tin, nhưng còn về cái độ cao mà em trai và Viên Tân Dân miêu tả thì tràn ngập hoài nghi, có điều không ai đi tìm tòi nghiên cứu chi tiết về chuyện này, hiện tại mấu chốt nhất chính là đăng ký kết hôn. Trương Đại Quan Nhân và Sở Yên Nhiên cùng nhau lấy giấy tờ ra, khi chụp ảnh, Trương Đại Quan Nhân nắm chặt tay Sở Yên Nhiên, ngay cả mồ hôi cũng ứa ra, Sở Yên Nhiên nói, nắm chặt như vậy làm gì? Trương Đại Quan Nhân nói, anh sợ em bay mất. Sở Yên Nhiên không nhịn được cười nói, cho dù em bay mất thì anh cũng sẽ đuổi theo em. Trương Dương, nói anh sẽ không cho em rời khỏi anh. Trong sự chúc phúc và chúc mừng của mọi người, người đã đăng ký xong giấy kết hôn. Nhìn Trương Dương và Sở Yên Nhiên hạnh phúc ôm nhau, Hồng Nguyệt cũng không khỏi tựa sát vào vai Từ Kiến Cơ, Từ Kiến Cơ ghé vào bên tai cô ta nói khẽ chúng ta cũng nhanh làm theo nhé. Tiết Vĩ Nồng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không biết vì sao lại cảm thấy mất mát, có một số người đã chú định không thuộc về mình. Trương Đại Quan Nhân bị thương tất nhiên dẫn tới sự chú ý của người nhà, chuyện xảy ra buổi chiều là bất kể là như thế nào cũng không thể nói thật với người nhà, chỉ nói là không cẩn thận trượt chân, kết quả ngã gãy tay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đúng như Trương Dương mong muốn, lần này hắn đã mang tới cho Sở Yên Nhiên một kinh hỉ rất lớn, lịch trình cầu hôn như vậy chỉ sợ trên thế giới này không tìm đâu ra được vụ thứ hai, nếu nói phát triển là Trương Đại Quan Nhân giáp tâm thiết kế, nhưng chuyện phát triển về sau lại nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, quá trình tuy rằng biến đổi bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn có được một kết cục hoàn mỹ. Margaret cầm giấy kết hôn của hai người rồi nhìn đi nhìn lại. Lão thái thái mừng rỡ cười tâu tóe, vốn muốn vào bữa cơm chiều này sẽ quyết định chuyện kết hôn, không ngờ hai đứa này buổi chiều đã bỏ đi đăng ký, mang tới cho cả nhà một kinh hỉ. Trương Dương nói, bà ngoại, từ hôm nay Yên Nhiên đã là vợ hợp pháp của cháu rồi, về sau bà chính là bà ngoại ruột của cháu. Margaret cười nói, đã sớm nên như vậy rồi, Yên Nhiên giao cho cậu thì tôi yên tâm, tôi yên tâm. Lão thái thái vui vẻ như trẻ con. Văn Quốc Quyền và Tống Hoài Minh cơ hồ đồng thời tới khách sạn Tây Sơn, hai người nghe nói Trương Dương và Sở Yên Nhiên vào buổi chiều đã đi đăng ký thì đều vô cùng cao hứng, Tống Hoài Minh là cha, trong lòng tất nhiên cảm thấy có chút không nỡ, khi Văn Quốc Quyền chúc mừng y, Tống Hoài Minh không khỏi cảm thán nói, con gái lớn rồi, thực sự không do cha mẹ làm chủ nữa, bọn chúng hạnh phúc là tốt rồi. Văn Quốc Quyền cười nói, Trương Dương không phải là được anh nhìn chúng ư. Nhưng sao giờ tôi lại cảm thấy anh đột nhiên có chút lo được lo mất vậy? Tống Hoài Minh nói, cả ngày mong ngóng con gái được gả đi, nhưng thực sự tới lúc đó rồi thì trong lòng lại khó tránh khỏi có chút không nỡ, con người đúng là mâu thuẫn. Văn Quốc Quyền có thể hiểu tâm tình của Tống Hoài Minh lúc này, y mỉm cười vỗ vỗ vai Tống Hoài Minh, hai người cùng nhau tới phòng khách gặp người thân. Văn Quốc Quyền tuy rằng địa vị rất cao, nhưng ở trước mặt người nhà lại không hề làm cao. Sau khi ân cần thăm hỏi Margaret thì lại rất thân thiết chào hỏi Từ Lập Hoa từ xa tới, cười nói chị Từ, Trương Dương là con trai chị, cũng là con trai nuôi của tôi, chúng ta là người một nhà mà. Từ Lập Hoa liên tục gật đầu, ở trước mặt quan lớn chỉ có thể thấy trên TV như Văn Quốc Quyền, bà ta vẫn lộ ra vẻ mất tự nhiên. Văn Quốc Quyền cười cười nói với vợ, đã tới giờ ăn cơm chiều rồi mà sao không thấy Trương Dương và Yên Nhiên. Đang nói thì Trương Dương và Sở Yên Nhiên từ trên lầu đi xuống, hai người cùng đi tới trước mặt Văn Quốc Quyền, Trương Dương nói, cha nuôi, cha tới rồi. Sở Yên Nhiên cũng chào, bác Văn. Văn Quốc Quyền nhìn thấy cánh tay Trương Dương bị thương thì không khỏi quan tâm hỏi, Trương Dương, tay làm sao vậy? Trương Dương cười nói, không cẩn thận bị ngã, bị gãy xương, đã nối lại rồi, sau khi bình phục thì không có ảnh hưởng gì cả. Văn Quốc Quyền dặn dò, lớn như vậy rồi mà sao vẫn không biết chiếu cố cho bản thân. Trương Dương nói, về sau con sẽ giao mình cho Yên Nhiên chiếu cố. Tống Hoài Minh cũng đi tới, Trương Dương, con gái tôi vẫn chưa gả đi, cậu đã bắt đầu an bài nhiệm vụ cho nó rồi. Trương Dương cười nói, chú Tống, chú yên tâm, cháu không dám khi dễ cô ấy đâu. Sở Yên Nhiên gọi một tiếng cha. Tống Hoài Minh gật gật đầu nhìn con gái,
Trong lòng bỗng nhiên sinh ra tư vị phức tạp, y nhớ tới vợ của mình, không khỏi có chút buồn bã, vợ không thể nhìn thấy con gái lấy chồng. Bữa cơm đoàn viên tối hôm đó ăn rất hòa thuận vui vẻ, sau cơm chiều, Tống Hoài Minh và Văn Quốc Quyền tới ban công tầng thượng uống trà. Văn Quốc Quyền nói, Hoài Minh, chúc mừng anh đã có được một đứa con rể tốt như vậy. Tống Hoài Minh không khỏi cười nói, anh hình như là đang lòng vong khen con trai nuôi của mình. Hai người đồng thời bật cười, Văn Quốc Quyền cảm khái nói, Trương Dương quả thực rất xuất sắc, tôi đối với đứa con trai nuôi này vẫn luôn rất hài lòng, cho nên tôi hy vọng anh cũng hài lòng với đứa con rể này như tôi. Văn Quốc Quyền đang thông qua tình thân để gắn chặt bản thân và Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh nói, Trương Dương là đứa nhỏ không tồi, nếu không tôi cũng không yên tâm giao Yên Nhiên cho hắn. Văn Quốc Quyền nói, hai đứa nhỏ này sau khi nhận giấy kết hôn, coi như là cũng giải quyết xong được một tâm nguyện, nhìn thấy chúng, tôi không khỏi nhớ tới hai đứa con của tôi, nếu chúng cũng có thể giống Yên Nhiên thì tôi cũng bớt lo đi nhiều. Tống Hoài Minh ít nhiều cũng biết về chuyện con cái của Văn Quốc Quyền, y nói khẽ, Hạo Nam không phải đã có vợ chưa cưới rồi ư, hiện tại hắn ở Nam Tích công tác cũng rất ổn định, cũng tới lúc nên cân nhắc tới lập gia đình rồi. Văn Quốc Quyền lắc đầu nói, trước đây tôi từng một độ cho rằng Hạo Nam rất ổn trọng, lịch lãm mấy năm nay đã khiến nó đủ thành thục rồi, nhưng nó trên thượng lại không đủ thành thục, khuyết điểm quá rõ ràng. Tống Hoài Minh nói, con người luôn cần phải có một quá trình để thành thục. Văn Quốc Quyền nói, tôi là cha nó, tôi đối với nó cũng coi như là hiểu rất rõ, Hạo Nam trên sĩ đồ sẽ không đi quá xa được, lòng dạ và nhãn giới của nó có chút vấn đề. Chương 2187, luôn có những bất ngờ một. Thật ra Tống Hoài Minh cũng có mục đích giống như Văn Quốc Quyền, nhưng xuất phát từ sự tôn trọng đối với Văn Quốc Quyền, y cũng không tiện nói thẳng cái nhìn của mình. Hiện tại Văn Quốc Quyền đã nói ra khuyết điểm của Văn Hạo Nam, Tống Hoài Minh vẫn không tiện ngắt lời, dù sao thị phi di của con cái nhà người ta, người bên ngoài không thích hợp phát biểu ý kiến. Văn Quốc Quyền nói, Hoài Minh, chúng ta không chỉ là bằng hữu mà còn là người một nhà, cho nên tôi và anh khi nói chuyện cũng không cần bảo lưu quá mức. Lời nói của Văn Quốc Quyền đã truyền tới cho Tống Hoài Minh một tin tức, mình đã rất chân thành rồi, nếu nói không bảo lưu chút nào thì Tống Hoài Minh cũng không tin, Văn Quốc Quyền nói chuyện vẫn luôn vô cùng chính xác. Tống Hoài Minh nói, nhiệt tình công tác C Hạo Nam rất cao, cũng có năng lực. Văn Quốc Quyền nói, con của tôi thế nào, tôi hiểu rõ, lúc trước nó tới Bắc Cảng đã dương cung bạt kiếm với Trương Dương, đứa nhỏ này làm việc chỉ nghĩ tới mình. Rất ít nghĩ tới người khác, đều do tôi công tác quá bận rộn, mà lơ là giáo dục đối với nó. Tống Hoài Minh mỉm cười nói, người trẻ tuổi làm việc không thể chu đáo được, nếu bọn họ chuyện gì cũng cân nhắc chu đáo, như vậy đám người chúng ta đã nên rút lui khỏi vị trí lãnh đạo từ lâu rồi, nhường lại cơ hội cho đám tiểu tử đầy tinh lực này có phải là tốt hơn không? Văn Quốc Quyền cười ha ha, cầm chén trà lên một ngụm, gián đoạn rất thích hợp, vừa hay chuyển sang đề tài kết tiếp. Y nói khẽ, Bắc Cảng bởi vì thiên tai lần này mà gặp phải tổn thất thảm trọng, nhằm vào tình huống trước mắt, nội bộ chúng tôi đã mở mấy cuộc họp, cũng đề ra phương án trợ cấp của quốc gia, phương án cụ thể rất nhanh sẽ được đưa đến chỗ anh xem kỹ xem, có chỗ nào thiếu sót thì có thể đề xuất rồi chúng ta cùng nhau thương thảo. Tống Hoài Minh nói, cảm ơn lãnh đạo các cấp đã chú ý tới Bắc Cảng. Văn Quốc Quyền nói, Hoài Minh, vấn đề của Bắc Cảng không chỉ là thiên tai thôi đúng không? Trong tai nạn lần này, Bắc Cảng đã tổn thất một vị bí thư thị ủy, một vị phó bí thư thị ủy, một vị tiền cục trưởng công an, còn hình như cả một cục trưởng phân cục nào nữa. Từ trong những lời này của Văn Quốc Quyền, Tống Hoài Minh đã nhận thấy được y tìm hiểu vô cùng thấu triệt chuyện xảy ra ở Bắc Cảng, cho nên Tống Hoài Minh không hề giấu giếm mà nói khẽ, tình huống trước mắt đã được điều tra rõ trên cơ bản rồi, đồng chí Cung Kỳ Vĩ hy sinh là do một cuộc tai nạn giao thông được chế tạo, Viên Hiếu Công thì chết vì bị giết, về phần Hạng Thành đã được chứng minh là tự sát. Văn Quốc Quyền vẻ mặt vẫn thản nhiên, lúc trước anh phái Cung Kỳ Vĩ tới Bắc Cảng, mục đích chính là để Bắc Cảng thay đổi, điều tra vấn đề tồn tại ở Bắc Cảng ư. Tống Hoài Minh gật đầu, Phó Thủ tướng Văn, Hạng Thành tự sát để che giấu sự thật phạm tội của ai đó, tôi có thể kết luận, ở sau lưng Hạng Thành nhất định còn có người chống lưng. Văn Quốc Quyền nói, đối với một người sinh bệnh nặng, điều tốt nhất nên làm chính là chỉ cả gốc lẫn ngọt, nhưng khi bệnh tình hung mãnh thì lại không thể hạ thuốc mạnh. Bác sĩ Cao Minh trước tiên sẽ ổn định bệnh tình, củng cố căn nguyên đã. Tống Hoài Minh đương nhiên minh bạch ý tứ của Văn Quốc Quyền, y nói khẽ thật ra tôi không hề chuẩn bị kê đơn thuốc mạnh, nhưng khi tôi còn chưa có động tác TH đã bị người ta cảm nhận được, cho nên mới tạo thành cục diện trước mắt, trong chuyện của Bắc Cảng tôi có trách nhiệm không thể trốn tránh.
Văn Quốc Quyền nói, trên quan trường trước giờ không có tướng quân thường thắng, tôi cũng từng có sai lầm, tôi cũng từng gặp trắc trở, vì sao những đảng viên chúng ta lại cứ quen cường điệu tín nhiệm, bởi vì chỉ có tín nhiệm kiên định mới có thể giúp sức cho chúng ta tiếp tục đi tiếp, có chí thì nên, dũng cảm tiến tới. Tống Hoài Minh nói, chuyện của Bắc Cảng đã gây ra chấn động rất lớn đối với tôi, cho tới bây giờ, tôi mỗi khi nhớ tới đồng chí Kỳ Vĩ hy sinh thì trong lòng áy náy không thôi. Nếu tôi trên chính sách của Bắc Cảng làm uyển chuyển hơn một chút thì có lẽ sẽ không tạo thành hậu quả thảm thống như vậy. Văn Quốc Quyền nói, rất nhiều người cho rằng, hiện tại là thời niên đại, thực hiện sự nghiệp của chúng ta thì không cần đổ máu, không cần hy sinh. Y lắc đầu, bất kỳ thời đại nào cũng vậy, mâu thuẫn giữa công và tư, thiện và ác là vĩnh viễn không thể điều hòa, để duy hộ công lý và chính nghĩa, hy sinh là không thể tránh được, chúng ta bất kỳ lúc nào cũng không thể buông lỏng lòng cảnh giác. Y buông chén trà trong tay xuống, Hoài Minh, theo tôi thấy việc cấp bách của Bắc Cảng là ổn định trật tự xã hội, căn bản của nó chính là ổn định ban lãnh đạo, khiến người dân an tâm. Tống Hoài Minh gật đầu nói, tôi đang tận sức làm vậy, có điều trước mắt ban lãnh đạo Bắc Cảng không phải là ban lãnh đạo mà tôi hài lòng nhất, chờ qua giai đoạn này rồi tôi sẽ tiến hành điều chỉnh. Văn Quốc Quyền nói, sang năm là nhiệm kỳ mới của chính phủ các cấp rồi, các lãnh đạo đều rất chú ý tới biểu hiện của Bình Hải nơi anh. Những lời này là mang theo một ám chỉ rất quan trọng cho Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh nói, tôi ở Bình Hải công tác làm vẫn chưa đủ tốt, thật sự là thẹn với sự tín nhiệm của các lãnh đạo đối với tôi. Văn Quốc Quyền nói, một người đầu óc tỉnh táo, một người có thể đánh giá chính xác bản thân mình, bất kể trên cương vị bất kỳ nào cũng sẽ làm ra được thành tích rất tốt. Lúc này Trương Dương và Sở Yên Nhiên đang ở trong phòng của Từ Lập Hoa đưa một chiếc nhẫn bằng ngọc bích cho Sở Yên Nhiên. Bà ta nói khẽ, Yên Nhiên à, con và thằng ba đã làm giấy kết hôn, thì cũng thành con dâu của mẹ rồi, chiếc nhẫn này là lúc trước mẹ đẻ của mẹ cho mẹ làm hồi môn, mẹ được gả cho Trương gia, cha của thằng ba lại mất sớm, từ sau khi ông ấy chết, mẹ cất chiếc nhẫn này đi, tuy rằng không phải là quý giá gì, nhưng cũng đại biểu cho tâm ý của mẹ. Sở Yên Nhiên gật đầu, cung kính nhận lấy rồi nói khẽ cảm ơn. Cô, Trương đại quan nhân nói, còn gọi cô nữa à, mau gọi là mẹ như anh đi. Từ Lập Hoa cười nói, gọi gì cũng được, tóm lại Yên Nhiên là vợ của con, trong lòng mẹ thực sự rất vui vẻ. Bà ta lại lấy ra một chuỗi Phật châu rồi đeo cho Trương Dương, chuỗi Phật châu này là cha con năm đó đeo, ông ấy cả đời không làm được gì, chết lại quá sớm, không để lại được cái gì cho con, mẹ đưa con chuỗi Phật châu này, gì sao cũng phải cho con trai thứ gì đó chứ. Trương Dương nhìn chuỗi Phật châu này, phát hiện chuỗi Phật châu này chạm trổ không ngờ là nhất lưu, 18 đầu La Hán thần thái khác nhau. Trông rất sống động, dung mạo râu tóc đều hiện rõ, cho dù là ở thời hiện tại cũng được tính là tinh phẩm nhất lưu. Ngẫm lại với cái tính tình của ông già mình năm đó, con chưa biết là chuỗi Phật châu này kiếm từ đâu ra, có điều Trương Giải Phóng thấy ông già chết cũng lâu rồi, thôi đừng nghĩ xấu về ông ý nữa làm gì, cũng nên giữ lại chút cung kính đối với trưởng bối, Trương Dương nói cảm ơn mẹ. Chương 2188, luôn có những bất ngờ hai. Từ Lập Hoa phân biệt cầm tay họ. Đặt lên nhau, nói, hai đứa quen nhau nhiều năm như vậy rồi, có thể đi tới bây giờ chắc cũng phải đã trải qua không ít mưa gió, thật ra trong lòng mẹ, Thủy Chung đều cảm thấy mình đang với Cao. Sở Yên Nhiên đỏ mặt nói, mẹ đừng nói như vậy. Tiếng mẹ này cuối cùng cũng được gọi ra. Từ Lập Hoa nói, nhà mẹ là gia đình công nhân bình thường, thằng ba mới trước đây tính tình rất hướng nội, không hay trao đổi với người khác, mẹ cũng không cầu nó được đại phú đại quý, chỉ cầu đứa nhỏ này có thể bình an. Tìm được một công việc ổn định, có thể nuôi được gia đình, nhưng không ngờ thằng ba sau khi tốt nghiệp vệ giáo thì trở nên có tiền đồ, nếu cha nó trên trời có linh chắc hẳn cũng sẽ cao hứng vì thành tựu của con trai. Trong lúc nói mắt Từ Lập Hoa đã đỏ lên. Trương Dương nói, mẹ xem kìa, đang vui mà sao mẹ lại khóc. Người ta là con gái xuất giá thì khóc, mẹ là được con dâu thì khóc cái gì? Chẳng lẽ mẹ không vui? Đừng nói bừa, có con dâu như Yên Nhiên thì mẹ không biết vui tới cỡ nào kìa. Sở Yên Nhiên rút khăn tay lau nước mắt trên mặt Từ Lập Hoa, Từ Lập Hoa cười nói, hai đứa về sớm nghỉ ngơi đi, đã muộn thế này rồi, không cần ở lại với chúng ta. Trương Dương và Sở Yên Nhiên sau khi rời khỏi phòng thì không lập tức trở về phòng mà ra sân, Sở Yên Nhiên kéo Trương Dương ngồi xuống xích đu, hai người để thõng chân, châm rãi đung đưa, Sở Yên Nhiên tựa trán vào vai Trương Dương rồi nói khẽ, nhìn bộ dạng hiện tại của anh, em thật sự không tưởng tượng ra anh lại có tính cách hướng nội. Không giỏi giao tiếp với người khác. Trương đại quan nhân thở dài, ngay cả bản thân anh cũng nghĩ không ra.
Sở Yên Nhiên lấy chiếc nhẫn ra, soi dưới ánh trăng, chiếc nhẫn màu xanh biếc dưới ánh trăng trở nên trong suốt, Sở Yên Nhiên nói, còn nhớ chuyện mà anh từng nói với em không? Chuyện gì? Sở Yên Nhiên ghé vào tai hắn nói khẽ, anh nói anh là người cổ đại. Trương Đại Quan Nhân bật cười, nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ rồi. Sở Yên Nhiên nói, lúc ban đầu em nghĩ là anh đang chuyện ma quỷ, nhưng hiện tại em bỗng nhiên cảm thấy anh có thể là nói thật với em. Trương Đại Quan Nhân thật ra cũng không ôm hy vọng là Sở Yên Nhiên có thể tin mình, hắn thở dài, thật ra anh vốn là nói thật. Sở Yên Nhiên nói, em hơi tin rồi, có điều vẫn thấy anh không phải là nói thật, mà là nói chuyện ma quỷ, có điều vận khí của anh thực sự rất tốt. Trương Đại Quan Nhân nói, vì sao? Từ chỗ cao như vậy nhảy xuống mà không ngỡ vẫn không ngã chết, anh khẳng định không phải người cổ đại, anh là siêu nhân. Sở Yên Nhiên đưa ra một kết luận khiến Trương Đại Quan Nhân không tưởng được. Trương Đại Quan Nhân không khỏi cười khổ nói, siêu nhân là thứ mà chỉ có nước Mỹ mới nghĩ ra được thôi, anh sao có thể là thứ đó được. Sở Yên Nhiên nói, dù sao em gần đây cẩn thận nghĩ kỹ lại những gì mà anh làm trong mấy năm nay, cuối cùng đưa ra một kết luận, anh không phải người bình thường, em cũng muốn tìm mấy khoa học gia tiến hành nghiên cứu toàn diện anh một chút. Trương Đại Quan Nhân vẻ mặt đau khổ nói, nhà đầu, hai ta hôm nay vừa làm giấy kết hôn, em giờ lại muốn mang anh ra giải phẫu. Không thể nào, nếu thực sự là vậy thì em sẽ trở thành quả phụ. Sở Yên Nhiên nói, em cũng tiếc lắm, mặc dù có đôi khi cũng hận anh tới ngứa răng, nhưng chỉ có điều là không nỡ. Trương Đại Quan Nhân nở nụ cười ám muội, sao lại ngứa, có cần anh chị giúp không? Sở Yên Nhiên gắt cút, em đang nói chuyện đứng đắn, anh đừng có mà câu em. Cô ta đeo chiếc nhẫn đó lên tay, anh nói xem, tin tức chúng ta làm giấy kết hôn nếu truyền ra thì liệu có thể khiến nhiều người thương tâm hay không? Trương Đại Quan Nhân quả thực đã cân nhắc tới vấn đề này, hắn cười nói, làm giấy kết hôn là chuyện của hai ta, có liên quan gì tới người khác đâu. Sở Yên Nhiên nói, có phát hiện hay không, chúng ta thủy chung đều đang lảng tránh một hiện thực, trừ em ra, trong lòng anh còn có những người khác, người dám thề với trời là mình không có không. Trương Đại Quan Nhân nhìn Sở Yên Nhiên, nuốt nước miếng, thằng cha này cũng không dám thề, hắn luôn cảm thấy Sở Yên Nhiên rất hiểu mình, cũng biết rất nhiều chuyện của mình. Có điều cô ta không muốn vạch trần mà thôi, tuy rằng Trương Đại Quan Nhân rất muốn thẳng thắn thành khẩn, nhưng hắn nếu công khai tất cả nhân tình của mình, đối với Sở Yên Nhiên mà nói chẳng phải là một sự đả kích cực lớn ư. Sở Yên Nhiên nói, có đôi khi em nghĩ, rốt cuộc nên giả ngu mà sống trong hạnh phúc hay là dứt khoát với anh. Trương Dương nói, đã làm giấy kết hôn rồi, chúng ta đừng nói những lời không vui như vậy. Sở Yên Nhiên nói, thật ra hôm nay khi em nhảy ra khỏi trực thăng đã nghĩ rồi. Nếu anh không nhảy xuống theo em thì em sẽ triệt để kết thúc với anh, nhưng không ngờ anh ngu như vậy, không ngờ thực sự nhảy ra ngoài với em, hiện tại nghĩ lại trong lòng em vẫn còn sợ, nếu anh thực sự ngã chết thì em biết làm sao. Sở Yên Nhiên xoay người gục vào lòng Trương Dương rồi thấp giọng khóc nức nở. Trương Dương vỗ nhẹ vai của cô ta rồi khuyên giải an ủi, ngoan, anh phúc lớn mạng lớn, khẳng định ngã quăng không chết. Sở Yên Nhiên nói khẽ, em biết rõ anh không phải là người tốt. Nhưng vẫn không thể dứt bỏ anh là hỗn đản, anh đã sớm nhìn ra cả đời này có được em rồi, em nhất định sẽ bị anh khi dễ. Trương Đại Quan Nhân nói, anh thề với em, từ hôm nay trở đi anh sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với em nữa. Sở Yên Nhiên nói, lời thề của anh nếu hữu dụng thì heo nái cũng biết leo cây. Trương Đại Quan Nhân nói, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh không phải người bình thường. Sở Yên Nhiên nói, anh là người cổ đại, em biết. Anh đã nói tới mấy trăm lần rồi, em thấy anh không phải là người cổ đại, anh là người cổ vũ chính sách nhiều vợ, muốn ba vợ bốn nàng hầu đến phát điên rồi. Trương Đại Quan Nhân ngượng ngùng cười nói, nhà đầu, em đừng có nghĩ anh quá xấu, nếu anh thực sự xấu như vậy thì em sao vẫn bằng lòng gả cho anh. Sở Yên Nhiên thở dài, em là Phật Hữu Vân, em không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Dù sao cũng phải có người chịu ủy khuất, so với để anh hại người khác, chẳng ta em hy sinh bản thân. Trương Đại Quan Nhân cười nói, Yên Nhiên, cảnh giới của em so với đảng viên như anh còn mạnh hơn nhiều. Sở Yên Nhiên nói, đừng có đùa với em cũng không có yêu cầu quá cao đối với anh, thứ nhất là phải tốt với em, thứ hai là phải thẳng thắn thành khẩn, em cũng biết điều kiện thứ nhất không thành vấn đề với anh, còn cái thứ hai, em cho anh thời gian, trước khi chúng ta tổ chức hôn lễ, anh nhất định phải nói cho em biết từ đầu chí cuối tất cả bí mật của anh. Trương Đại Quan Nhân không ngờ tổ công tác của Trung Kỳ ủy lại tìm tới mình. Có điều đối phương tìm hắn chỉ là để tìm hiểu một số tình huống, không phải nhằm vào cá nhân hắn,
Địa điểm hẹn nói chuyện là ở Hương Sơn Biệt Viện, bởi vì việc lần này cần bàn chính là vấn đề của Hương Sơn Biệt Viện. Chương 2189, luôn có những bất ngờ ba. Lần này tổng cộng có hai người tới, một vị là chủ nhiệm phòng năm Hứa Bá Đạt của Trung Kỳ ủy, một vị là thư ký của hắn Dương Văn Học. Hứa Bá Đạt 40 tuổi, cũng được coi là trẻ tuổi đầy hứa hẹn, nhìn thấy Trương Dương, hắn vươn tay ra, đồng chí Trương Dương, nghe danh đã lâu, cảm ơn anh đã phối hợp với công tác của chúng tôi. Trương Dương vươn tay phải ra, hiện tại cánh tay trái hắn vẫn đang bó bột, chỉ có thể sử dụng được cái tay này, bắt tay với Hứa Bá Đạt rồi nói, nghe nói các anh tìm tôi đương nhiên phải coi trọng, có điều chức quan của tôi quá nhỏ, chắc không nên kinh động tới Hứa chủ nhiệm chỉ. Hứa Bá Đạt cười ha ha, anh đúng là hài hước. Ánh mắt hắn nhìn chung quanh tòa trạch viện rồi nói, hoàn cảnh đúng là không tồi. Trương Dương không mời bọn họ vào trong nhà ngồi, mà chỉ vào bàn đá dưới một gốc đại thụ, mời ngồi. Sau khi Hứa Bá Đạt và thư ký ngồi xuống, Trương Dương rót cho bọn họ một ly trà, mỉm cười nói, không biết chủ nhiệm Hứa tìm tôi có chuyện gì. Thật ra Hứa Bá Đạt trong điện thoại đã nói rồi, muốn hỏi một số chuyện về Hương Sơn Biệt Viện. Cho nên Trương Dương mới lựa chọn nơi này để gặp mặt bọn họ. Hứa Bá Đạt nói, căn cứ vào chuyện mà tôi tìm hiểu được thì tòa trạch viện này là Thiên Chỉ Tiên Sinh tặng cho anh. Trương Dương gật đầu nói, trên di chúc ghi rất rõ, Thiên Chỉ Tiên Sinh tặng tòa biệt viện này cho tôi, có điều sách bên trong thư phòng thì là tặng cho một người khác, có vấn đề gì à? Hứa Bá Đạt cười nói, anh đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ là tới để chứng thực một chút thôi. Trương Dương nói, chủ nhiệm Hứa có gì cứ nói. Hứa Bá Đạt nói, giá của tòa biệt viện này hiện tại bao nhiêu anh có biết không? Trương Dương nói, tiên sinh tặng tòa nhà này cho tôi là sự quan ái đối với tôi, nếu có thể thì tôi sẽ vĩnh viễn giữ lại tòa nhà này, sẽ không làm ra chuyện chuyển nhượng hay bán, đó là sự tôn trọng tối thiểu nhất của tôi đối với tiên sinh. Hứa Bá Đạt nói, đồng chí Trương Dương, anh có thể cung cấp giấy chứng nhận tương quan về tòa nhà này cho tôi xem hay không? Trương Dương vui vẻ đáp ứng, không thành vấn đề. Hắn đứng dậy đi vào trong nhà, không bao lâu sau thì giấy tờ liên quan tới nhà cửa, đưa cho Hứa Bá Đạt, Hứa Bá Đạt nhất nghiệm chứng, sau khi trưng cầu ý kiến của Trương Dương thì chụp ảnh để giữ lại. Trương Dương nói, chủ nhiệm Hứa, Hương Sơn Biệt Viện có vấn đề gì ư? Hứa Bá Đạt nói, trên thủ tục thì hoàn toàn hợp pháp, khu đất này cũng là năm đó chính phủ đặc biệt phê cho Thiên Chỉ Tiên Sinh, có điều tòa trạch viện này lại là một vị thương nhân bỏ vốn dựng lên. Trương đại quan nhân ý thức được gì đó. Không khỏi nhíu mày. Hứa Bá Đạt nói một thật ra cũng không cần thiết phải giấu giếm, thương nhân đó tên là Hà Trường An. Trương Dương nói, chuyện này tôi cũng không rõ lắm, Thiên Chỉ Tiên Sinh và Hà Trường An hiện giờ đều đã không còn, chuyện cụ thể chỉ có những người đương sự mới biết. Hứa Bá Đạt nói, anh cũng đừng nghĩ nhiều, chúng tôi chỉ là một số điều tra theo lệ thôi, cũng không phải là nhắm vào anh, cũng không nhắm vào bất kỳ ai. Trương Dương nói, có thể dẫn tới sự chú ý của các anh thì khẳng định không phải là việc nhỏ, chủ nhiệm Hứa cho dù không nói thì tôi cũng có thể đoán được một chút. Trương đại quan nhân nhớ tới cuộc nói chuyện với La Tuệ Ninh trước đó, chẳng lẽ có người đang định dùng vấn đề hội từ thiện của Thiên Chỉ Tiên Sinh để gây rắc rối. Hứa Bá Đạt nói, đồng chí Trương Dương, anh nghĩ nhiều rồi. Hắn đứng dậy cáo từ, trước khi rời đi lại dừng chân nói, đúng rồi, có chuyện anh chắc không biết, bởi vì vấn đề quy hoạch cảnh khu. Chính vụ đã xếp tòa trạch viện này vào phạm vi di rời, có thể tòa trạch viện này rất nhanh sẽ không còn tồn tại nữa. Trương đại quan nhân nghe vậy thì sửng sốt, tin tức này hắn vẫn chưa được nghe nói, Hứa Bá Đạt từ vẻ mặt kinh ngạc của Trương Dương nghiệm chứng được hắn quả nhiên không biết chuyện này, cười cười rồi xoay người rời đi. Trương Dương ngồi xuống bàn đá, cầm cốc trà vẫn còn hơi ấm của mình trên bàn lên, hai mắt không tự chủ được híp lại, tòa trạch viện này của Thiên Chỉ Tiên Sinh đột nhiên dẫn tới sự hứng thú của nhiều người như vậy. Chuyện này cũng không tầm thường, bắt đầu từ lúc La Tuệ Ninh nói với hắn có người ở đang điều tra hội từ thiện của Thiên Chỉ Tiên Sinh, chuyện quay chung quanh Thiên Chỉ Tiên Sinh liên tiếp xảy ra, trong kinh thành rất nhiều người đều biết La Tuệ Ninh là đệ tử của Thiên Chỉ Tiên Sinh, cũng hiểu rõ hội từ thiện của Thiên Chỉ Tiên Sinh là do La Tuệ Ninh phụ trách quản lý. Người không biết thân phận của La Tuệ Ninh đã ít lại càng ít, một khi đã như vậy, vẫn có người dám cả gan làm khó dễ, có thể thấy được người đang chọc ngoáy kia tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Trương Dương nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, theo động tĩnh ở cửa phòng, Trần Tuyết xuất hiện trước mặt hắn, khi Trần Tuyết đến vừa hay nhìn thấy Hứa Bá Đạt đi, nói khẽ anh có khác à. Trương Dương lúc này mới ra hôm nay là chủ nhật, Trần Tuyết không phải đi học, hắn lắc đầu, không phải khác, nói chính xác thì là khách không mời mà đến.
Trần Tuyết nói, nếu là khách không mời mà đến thì chiêu đãi họ làm gì? Đừng làm nhiễu loạn sự thanh tịnh của nơi này. Cô ta cầm hai chén trà còn thừa trên bàn lên rồi hắt vào vườn hoa. Trương Dương nói, có người muốn hủy nơi này. Vẻ mặt của Trần Tuyết vẫn bình thản như không, tựa hồ trên đời này rất khó có chuyện gì có thể xúc động đến cô ta. Cô ta nói khẽ, nơi này là hẻo lánh, ngại gì ai tới. Chỉ nói là quy hoạch cảnh khu, vừa hay Hương Sơn cũng nằm trong phạm vi di rời. Trần Tuyết nói, anh thấy thế nào? Trương Dương nói, tôi cảm thấy đây là âm mưu. Trần Tuyết nói, trong mắt quan viên, một chuyện bất kỳ một chuyện gì cũng đều có âm mưu. Trương Dương nói, nghe cô nói như vậy, cô cũng không cần tòa trạch viện này. Trần Tuyết nói, với địa vị của Thiên Chỉ tiên sinh trong giới thư pháp thì nơi này phải được bảo hộ mới đúng. Trương Dương nói, cho nên tôi càng cảm thấy chuyện này là âm mưu. Trần Tuyết nhìn cánh tay hắn rồi nói, anh gần đây có tìm người nào bói mạng cho không? Trương Dương ngây ra, lập tức cười nói, tôi không tin thứ đó. Trần Tuyết nói, tổng cảm thấy anh lần này tới kinh thành có hơi nhiều tai nạn. Trương Dương nói, tôi trước giờ lúc nào cũng gặp toàn tai nạn, đúng rồi, tôi quên nói với cô, tôi và Yên Nhiên hôm qua đăng ký kết hôn rồi. Trương đại quan nhân cũng không biết vì sao lại nói ra chuyện này. Trần Tuyết vẫn bình tĩnh như không, khóe môi lộ ra ý cười thản nhiên, chúc mừng hai người. Trương đại quan nhân nói, trong lòng tôi có chút bất an. Vì sao bất an? Trương Dương nói, trong lòng cô ta chỉ có mình tôi, nhưng trong lòng tôi lại có quá nhiều người. Trần Tuyết nói, một khi đã như vậy thì vì sao không thay đổi bản thân? Trương Dương nói, chờ tôi ý thức được tình cảm quan của mình không hợp với cái thế giới này thì sai lầm đã thành rồi, giờ ở trước mặt tôi chỉ có hai con đường. Trần Tuyết chớp chớp hai mắt. Trương đại quan nhân nói, làm Vi Tiểu Bảo hay là làm Trần Thế Mỹ? Trần Tuyết thở dài, chuyện này thì tôi chịu không giúp anh được, thật ra loại người như anh cứ sống ở thời cổ đại là tốt nhất, đương kim xã hội không dung thứ được anh tự cho là đa tình, nhưng thật ra là ích kỷ, có thể nhìn ra, anh đang cố tìm cớ cho cái tính hoa tâm của mình. Trương đại quan nhân cũng thở dài nói, chẳng trách tôi thủy chung cảm thấy cô mới là người hiểu tôi nhất. Chương 2190, có chút phiền toái, 1. Trương đại quan nhân nói, tôi vẫn tưởng rằng cô quan tâm tới tôi. Trần Tuyết gật đầu nói, tôi trên đời này không có bằng hữu, nếu cố miễn cưỡng cho tôi một người thì anh có thể gắng gượng được coi là người đó, cho nên tôi khuyên anh hay là nghĩ nhiều tới sức khỏe đi, yêu ai cũng được, cưới ai cũng được, nhưng quan trọng nhất là cố mà sống, cổ độc trong người anh vô cùng phiền toái. Nếu tiếp tục trì hoãn thì chỉ tổ càng lún càng sâu, cho nên anh hay là tập trung tinh lực vào mà tình cái người gieo cổ kia đi. Trương đại quan nhân nói, không phải nói sinh tử ấn có thể mang tới tác dụng khởi tử hồi sinh ư. Ngay cả cô cũng không giúp được tôi à. Trần Tuyết nhìn vào hai mắt của Trương Dương, thật lâu sau mới lắc đầu nói, lực bất tòng tâm. Trương đại quan nhân đối với cái chết trước giờ vẫn nhìn rất nhạt, vốn hắn đã sớm chết ở triều đại tùy rồi, hiện giờ sống được ngày nào là lời ngày đó. Nhưng thằng cha này hiện tại càng sống càng thú vị, hắn tuy rằng không sợ chết nhưng cũng không thể dễ dàng chết được, hắn nếu chết thì nhiều hồng nhan chi kỷ như vậy sẽ ra sao? Cả những đứa con mà mình chưa gặp mặt nữa cũng sẽ ra sao? Là nam nhân thì phải có trách nhiệm chứ? Phải có tình với thân nhân, phải có nghĩa với bạn bà, đây mới là Trương đại quan nhân, muốn người khác đối tốt với anh thì anh đầu tiên phải đối tốt với người ta đã, thật ra đây là một đạo lý rất đơn giản. Thái độ của Trần Tuyết tuy rằng lãnh đạm, nhưng dưới đáy lòng cô ta rất quan tâm Trương Dương, cho dù cô ta không nói thì Trương Dương cũng có thể cảm nhận được. Hương Sơn biệt viện ở trong cảm nhận của bọn họ có một vị trí vô cùng đặc thù, nơi này không chỉ là nơi Thiên Chỉ tiên sinh từng sống, cũng ghi lại rất nhiều kỷ niệm đẹp của Trương Dương, đương nhiên trong đây còn cất giấu rất nhiều bí mật không muốn ai biết. Trương đại quan nhân tuyệt không cho phép người khác tùy tiện hủy đi nơi này, cho dù cái gọi là quy hoạch cũng không được. Điều đầu tiên Trương đại quan nhân phải làm là chứng thực chuyện này, hắn bảo Từ Kiến Cơ giúp kiểm chứng chuyện này. Từ Kiến Cơ rất nhanh đã hỏi rõ chuyện này, hắn ở trong điện thoại nói với Trương Dương, Hương Sơn biệt viện quả thực bị xếp vào quy hoạch xây dựng thời kỳ 2 của cảnh khu, thuộc phạm vi di rời, bởi vì thủ tục của biệt viện đầy đủ nên đến lúc đó chắc sẽ có được một khoản phí bồi thường rất lớn. Trương đại quan nhân nghe nói thực sự có chuyện này thì không khỏi có chút tức giận, có lầm hay không đó. Xếp cả Hương Sơn biệt viện vào phạm vi quy hoạch, vì sao không có ai thương lượng với tôi về chuyện này? Từ Kiến Cơ nói, chuyện này hình như là vừa mới được quyết định thôi, hơn nữa là thị lý vỗ bàn định án, không chỉ Hương Sơn biệt viện,
kiến trúc gần một cây em chung quanh đó đều thuộc phạm vi di rời cả. Trương Đại Quan Nhân nói, một cây em chung quanh làm gì có kiến trúc nào khác, thế không phải nói rõ muốn dỡ bỏ riêng Hương Sơn biệt viện ư. Từ Kiến Cơ nói, loại chuyện này thật ra rất bình thường, chắc không phải đặc biệt nhằm vào anh đâu, anh nếu thật sự muốn giữ lại nơi đó thì chỉ cần nói một tiếng với mẹ nuôi anh là được, chỉ cần bà ta lên tiếng thì tôi xem ai dám dỡ nào. Trong mắt Từ Kiến Cơ thì chuyện này không phức tạp như vậy, phương pháp giải quyết vấn đề cũng rất đơn giản. Trương Dương nói, anh giúp tôi tìm hiểu xem rốt cuộc là thế nào, căn nhà này là Thiên Chỉ tiên sinh để lại cho tôi không thể để người ta tùy tiện hủy đi được. Buông điện thoại, Trương Đại Quan Nhân tới thư phòng tìm Trần Tuyết, nhìn thấy cô ta đang quét dọn vệ sinh ở bên trong, Trương Dương nói, tôi hỏi qua rồi, đúng là có người muốn dỡ nơi này. Trần Tuyết nói, tiên sinh nếu còn sống thì nhất định không muốn để người ta dỡ bỏ nơi này. Trương Đại Quan Nhân gật đầu, những lời này của Trần Tuyết đã biểu lộ thái độ của cô ta. Buổi trưa hôm ấy, Trương Đại Quan Nhân trở về khách sạn Tây Sơn, bởi vì sợ người nhà lo lắng, cho nên hắn không nói ra chuyện Trung Kỷ Ủy tới tìm hắn, chỉ nói ra ngoài làm chút việc công. Sở Yên Nhiên nhìn thấy hắn trở về, chạy ra đón, cầm tay hắn nói, anh đi đâu thế? Buổi trưa không về ăn cơm cũng không nói một tiếng nào. Trương Dương thở dài nói, anh cũng đã được ăn cơm đâu. Sở Yên Nhiên nói, có việc gì mà gấp đến độ cơm cũng không ăn thế. Hai người vừa đi, Trương Dương vừa kể lại chuyện xảy ra, Sở Yên Nhiên sau khi nghe nói thì cũng không cảm thấy đây là chuyện lớn gì. Trong chuyện này quan điểm của cô ta và Từ Kiến Cơ giống nhau, nói một tiếng với mẹ nuôi là xong, trạch viện của Thiên Chỉ tiên sinh có ý nghĩa là kỷ niệm, không phải bọn họ muốn dỡ là dỡ. Tống Hoài Minh đang ở trong phòng khách nói chuyện phiếm với Margaret, lão thái thái hai ngày này vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười vui, Trương Dương đi tới chào hỏi họ, Sở Yên Nhiên thì đi vào phòng bếp nấu mì cho Trương Dương. Trương Dương ngồi xuống bên cạnh lão thái thái, Tống Hoài Minh nói, Trương Dương, cậu về từ lúc nào thế? Trương Dương nói, vốn muốn về ngay, nhưng lại gặp chút chuyện. Hắn nói chuyện Hương Sơn biệt viện sắp bị di rời cho Tống Hoài Minh nghe. Tống Hoài Minh tuy rằng không phải nhân sĩ của giới thư pháp, nhưng đối với đại danh của Thiên Chỉ tiên sinh thì cũng nghe tiếng đã lâu, y gật đầu, nếu trạch viện này là Thiên Chỉ tiên sinh tặng cho cậu, thì cậu phải giữ gìn nó, hay là trước tiên làm rõ tình huống đã, nếu thực sự là chuyện trong phạm vi quy hoạch của chính phủ thì cũng phải dỡ thôi, nhất định không thể ảnh hưởng tới xây dựng của quốc gia. Trương Dương nói, Hoang Sơn Dã Lĩnh, có một khu vực đó chỉ có mỗi tòa trạch viện này, chính phủ quy hoạch chẳng lẽ đặc biệt nhằm vào Hương Sơn biệt viện ư? Cháu thấy khẳng định là có người có ý đồ. Margaret nói, không mà dỡ thì thôi, dù sao nhà cũng là của cậu, chẳng ai có quyền động tới nó cả. Sở Yên Nhiên bưng bát mì trứng chim lên cho hắn, nói Trương Dương, anh ăn cơm đi. Trương Dương đứng dậy đi ăn cơm, Sở Yên Nhiên nói tiếp chủ đề vừa rồi, Thiên Chỉ tiên sinh là ngôi sao sáng của giới thư pháp, nhà cũ của ông ta theo lý thì không nên tùy tiện dỡ bỏ, có thể thương lượng một chút để làm nơi kỷ niệm hay không? Tống Hoài Minh nói, đúng vậy, có thể tiến hành phản ánh với bộ môn tương quan. Margaret nói, ở nước Mỹ, tài sản cá nhân phải được bảo hộ, bọn họ trước khi tiến hành quy hoạch đầu tiên phải có được sự đồng ý của nghiệp chủ đã. Sở Yên Nhiên cười nói, bà ngoại, ở đây không giống với nước Mỹ, tình hình trong nước cũng khác, bà không thể dùng tiêu chuẩn của bên kia áp đặt ở bên này được. Margaret nói, tình hình trong nước tuy rằng khác, nhưng đạo lý thì đâu cũng phải vậy. Tống Hoài Minh nhìn thấy lão thái thái chút mệt mỏi thì bảo con gái đưa bà ta về phòng nghỉ ngơi. Trương Dương ăn mì xong, quay trở lại ngồi xuống bên cạnh Tống Hoài Minh, nhìn thấy chung quanh không có ai thì mới thấp giọng nói với Tống Hoài Minh, chú Tống, buổi sáng hôm nay Trung Kỷ Ủy tới tìm cháu. Chương 2191, có chút phiền toái, 2. Tống Hoài Minh vẻ mặt thản nhiên, y nhìn Trương Dương một cái rồi nói khẽ chuyện Bắc Cảng à. Trương Dương lắc đầu. Không liên can tới sự kiện đó, bọn họ chỉ bảo cháu hiệp trợ tìm hiểu tình huống của Hương Sơn biệt viện, còn muốn xem giấy tờ nhà đất nữa. Tống Hoài Minh nói, chuyện di rời cậu vừa mới biết à? Trương Dương nói, cũng là bọn họ nói cho cháu biết, cháu vừa mới thông qua bằng hữu chứng thực chuyện này. Tống Hoài Minh nói, Thiên Chỉ tiên sinh lúc trước tặng tòa trạch viện đó cho cậu chứ không phải ai khác, bản thân chuyện này đã khiến mọi người cảm thấy kỳ quái, xem ra đây không chỉ đơn giản là tặng. Có lẽ lão tiên sinh lúc sinh tiền đã nghĩ tới gì đó rồi. Trương Đại Quan Nhân tất nhiên không nói với Tống Hoài Minh bí mật dưới đất của Hương Sơn biệt viện, hắn nói khẽ cháu vốn định nói với mẹ nuôi về chuyện này,
với thân phận của bà ấy, ra mặt giải quyết chuyện này chắc cũng không khó. Tống Hoài Minh gật đầu. Trương Dương lại nói, nhưng cháu nghe nói Hương Sơn Biệt Viện là Hà Trường An lúc trước bỏ vốn xây dựng, gần đây bộ môn tương quan vẫn chưa dừng điều tra về Hà Trường An, bọn họ thậm chí điều tra ra cả Hà Trường An tham dự tổ kiến quỹ từ thiện của Thiên Trì Tiên Sinh. Cháu lo chuyện của Hương Sơn Biệt Viện có liên quan tới một loạt chuyện phát sinh gần đây, đầu mâu cuối cùng chỉ về phía mẹ nuôi cháu. Tống Hoài Minh tuy rằng không biết nhiều lắm về chuyện đã phát sinh, nhưng thông qua những lời này của Trương Dương trên cơ bản cũng hiểu được đại khái. Từ cuộc nói chuyện với Văn Quốc Quyền tối hôm qua, Tống Hoài Minh đã cảm thấy tình cảnh của Văn Quốc Quyền gần đây không ổn, theo nhiệm kỳ mới tới gần, đủ loại chuyện cũng tới theo. Hà Trường An đã chết rồi, tài sản của hắn cũng để lại cho con gái của hắn, ngoài mặt thì là một loại kế thừa, nhưng trên thực tế Hà Trường An đã chuyển rời đến đại bộ phận tài sản của hắn ra nước ngoài. Một loạt điều tra nhằm vào Hà Trường An này, mục đích đã trở nên càng lúc càng rõ ràng, người tựa hồ muốn gây khó dễ. Tống Hoài Minh nói, chuyện này vô cùng vi diệu, có lẽ Văn phu nhân không thích hợp ra mặt lên tiếng. Trương Dương gật đầu nói, chú Tống, chú cảm thấy cháu nên làm như thế nào thì ổn. Tống Hoài Minh nói, phải làm rõ một chuyện, Thiên Trì Tiên Sinh đã tặng Hương Sơn Biệt Viện cho cậu, di rời hay không thì vấn đề đều là của cậu, bởi vậy tất cả những phiền toái gặp phải tất nhiên đều là của cậu. Trương Dương nghe y nói như vậy thì trong đầu bỗng nhiên sáng chói, Tống Hoài Minh rõ ràng đang ám chỉ mình đừng trúng bẫy của người khác ra một loạt chuyện này, mục đích có lẽ chính là bức Bách La Tuệ Ninh ra mặt lên tiếng. Trương Dương nói, xem ra cháu phải giải quyết chuyện này rồi. Tống Hoài Minh nói, mấy ngày nữa về cũng được, Lão Thái Thái muốn tới Đông Giang ở vài ngày, Yên Nhiên cũng về cùng, cậu giải quyết chuyện ở Kinh Thành cho xong đã rồi đi. Trương Dương gật đầu. Hắn nói khẽ, nhưng chú Tống à, chú không sợ cháu đâm ra cái sót vì chuyện này ư? Tống Hoài Minh bật cười, cậu làm hỏng việc cũng không phải là lần đầu tiên, cũng sẽ không phải là lần cuối cùng, có một số vấn đề bất kể cậu có tham dự hay không thì sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh, không thể chuyển rời theo ý chí của chúng ta được. Trương Dương nói, cháu chỉ là đang do dự, chuyện này có nên thương lượng với mẹ nuôi trước không? Tống Hoài Minh nói, đến bây giờ cô ta vẫn không tỏ thái độ. Thì chứng minh không tiện lên tiếng, cậu đi họ ngược lại sẽ khiến cô ta càng rối rắm. Loại chuyện này liên quan tới càng ít người càng tốt, cậu trước mắt chính là chủ nhà, bất kỳ bộ môn nào muốn di rời thì trước tiên cũng phải thương lượng với cậu đã, về phần phải làm gì thì tự cậu nghĩ đi, chẳng ai giúp được đâu. Trương Dương nói, nếu cháu có thể giải quyết chuyện này thì đương nhiên là tốt nhất. Tống Hoài Minh nói, có lẽ không phức tạp như cậu nghĩ đâu, vốn đây chính là chuyện rất đơn giản. Trương Dương tuy rằng không cùng Yên Nhiên về Đông Giang, có điều hắn cũng không liên lạc với La Tuệ Ninh, dựa theo cách nói của Tống Hoài Minh, Hương Sơn Biệt Viện là Thiên Trì Tiên Sinh cho hắn, vấn đề tất nhiên là của hắn, hắn không muốn mang tới phiền toái cho La Tuệ Ninh, đoàn người Sở Yên Nhiên vừa rời khỏi Kinh Thành thì Trương Đại Quan Nhân chuyển tới Hương Sơn Biệt Viện ở. Dưới sự chỉ điểm của Từ Kiến Cơ, hắn tới tập đoàn Vĩnh Cửu, tìm lão tổng tập đoàn Vĩnh Cửu Triệu Nhu Đình. Triệu Nhu Đình nghe nói Trương Dương đăng môn thì lập tức bảo thư ký mời Trương Dương vào trong văn phòng. Triệu Nhu Đình mặc váy màu đen, ngồi ghế chủ, khí thế nữ cường nhân rất thịnh. Nhìn thấy Trương Dương đi vào trong phòng, Triệu Nhu Đình đứng dậy chào, nếu Trương Dương không phải ân nhân cứu mạng của cô ta, Triệu Nhu Đình tuyệt đối sẽ không lịch sự với hắn như vậy. Triệu Nhu Đình nói, bí thư Trương hôm nay sao rảnh vậy? Trương Dương cười nói, thật không dám giấu, tôi là vô sự bất đăng tam bảo điện. Triệu Nhu Đình nói, bí thư Trương hôm nay chắc không phải tới đưa thiệp mời cho tôi chứ. Tôi nghe nói anh và Sở Yên Nhiên đã đăng ký kết hôn rồi. Trương Đại Quan Nhân cười nói, Kinh Thành lớn như vậy mà tin tức không ngờ đã truyền tới lỗ tai Triệu Tổng nhanh như vậy rồi, xem ra Triệu Tổng vô cùng chú ý tới tôi. Triệu Nhu Đình nói, chớ quên, anh chính là đại ân nhân của tôi. Trong văn phòng chỉ có hai người bọn họ, cho nên Triệu Nhu Đình mới có thể nói ra một cách không kiêng kỵ gì như vậy. Cô ta mời Trương Dương ngồi xuống, tự mình rót cà phê cho Trương Dương. Bản thân thì không quay lại ghế giám đốc mà tựa vào bàn làm việc, một tay cầm cốc cà phê, nhìn Trương Dương nói, bí thư Trương có chuyện gì cần tôi ra sức ư? Trương Dương nói, tôi gặp chút phiền toái cho nên muốn nhờ Triệu Tổng giúp. Triệu Nhu Đình cực kỳ sảng khoái gật đầu, nói đi, chỉ cần tôi có thể giúp được thì nhất định sẽ làm hết sức. Trương Dương nói, tôi ở Hương Sơn có trạch viện, không biết sao đột nhiên bị thị lý cho vào khu quy hoạch. Nói là nằm trong kế hoạch khai phá cảnh khu tương lai, cho nên muốn tôi phải dỡ bỏ. Triệu Nhu Đình chớp chớp hai mắt, chẳng trách Trương Dương đang môn tìm mình,
bởi vì cha của cô ta là phó thị trưởng thường vụ kinh thành, chuyện Trương Dương nói hoàn toàn ở trong phạm vi quản hạt của y, cô ta nói khẽ Trạch viện mà anh nói có phải là Hương Sơn biệt viện mà Thiên Chỉ tiên sinh năm đó tặng cho anh hay không? Trương đại quan nhân gật đầu, chính là tòa Trạch viện đó. Triệu Nhu Đình nói, tình huống cụ thể của chuyện này thì tôi cũng không rõ lắm, có điều anh nếu đã lên tiếng thì tôi nhất định sẽ làm hết sức, thế này đi, tôi tối nay về nhà sẽ hỏi thử cha tôi. Trương Dương nói, vậy nhờ cô, lời nói khách sáo tôi cũng không nói nhiều. Triệu Nhu Đình nói, tôi nợ anh một cái nhân tình, coi như anh cho tôi một cơ hội để trả. Nếu Triệu Nhu Đình đã nói tới nước này, Trương đại quan nhân cũng không tiếp tục khách khí với cô ta. Đứng dậy nói, tôi không làm ảnh hưởng tới công tác của Triệu Tổng nữa. Chương 2192, có chút phiền toái, 3. Triệu Nhu Đình tiễn hắn ra cửa, cười nói, có tin tức tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho anh. Trên đời luôn có rất nhiều chuyện trùng hợp, khi Triệu Nhu Đình tiễn Trương Dương ra cửa thì vừa hay bị Tạ Khôn Cử nhìn thấy. Tạ Khôn Cử nhìn Trương Dương, trong ánh mắt bất giác lộ ra vài phần kinh ngạc, hắn thật sự không nghĩ ra được Trương Dương vì sao lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa nhìn thấy vợ đang mỉm cười tiễn hắn, căn bản không giống như là đối với một kẻ địch từng mang tới cho bọn họ một tổn thất thảm trọng trong sự kiện thành thể. Trương Dương đương nhiên cũng nhìn thấy Tạ Khôn Cử, hắn không hề chào hỏi Tạ Khôn Cử, giống như không biết hắn, cứ vậy đi ngang qua Tạ Khôn Cử. Ánh mắt Tạ Khôn Cử truy đuổi theo bóng dáng của Trương Dương, cho tới lúc hắn biến mất trong thang máy mới đi vào Vĩnh Cửu, tới văn phòng của vợ. Triệu Nhu Đình đã ngồi xuống vị trí cũ của mình. Tiếp tục xem xét báo cáo của công ty, trong mắt đa số người bọn họ là một đôi vợ chồng ân ái, nhưng tình cảm giữa bọn họ không phải như biểu hiện bên ngoài, nhạt nhẽo như nước. Trước đây Triệu Nhu Đình vẫn dùng bốn chữ này để hình dung trạng thái trước mắt của bọn họ, nhưng từ sau khi biết Tạ Khôn Cử đang lặng lẽ hạ độc mạn tính cho mình thì Triệu Nhu Đình mới biết quan hệ giữa bọn họ đã sớm là sóng ngầm dũng động, nếu không phải có Trương Dương giúp cô ta nhìn thấu gian của Tạ Khôn Cử thì chỉ sợ hiện tại cô ta đã chết ở trong tay. Chồng rồi. Tạ Khôn Cử không lập tức mở miệng nói chuyện mà là châm một điếu thuốc lá. Triệu Nhu Đình nhíu mày, che mũi ho khan hai tiếng, đứng lên mở cửa sổ, rõ ràng có chút không vui, anh không thể hút hít đi một chú à. Tạ Khôn Cử dập điếu thuốc mới rít được một điếu vào gạt tàn, hắn tới đây làm gì? Triệu Nhu Đình biết rõ còn cố hỏi, anh nói ai? Trương Dương, em đừng có mà giả vờ. Tạ Khôn Cử đã lộ vẻ tức giận, thái độ của vợ khiến hắn không khỏi có chút bực mình. Triệu Nhu Đình nói, em mời hắn tới. Em tìm hắn làm gì? Triệu Nhu Đình nói, Khôn Cử, anh hôm nay làm sao vậy? Giọng điệu sao khó chịu thế? Em muốn quyên một khoản tiền cho Bắc Cảng, cho nên em mời hắn tới đây để tìm hiểu một số tình huống, anh hài lòng chưa? Quyên tiền ư, em không hề nói với anh. Chẳng lẽ em làm chuyện gì cũng phải báo cáo với anh à? Triệu Nhu Đình rõ ràng cũng nổi nóng rồi. Tạ Khôn Cử nhìn thấy vợ phát hỏa. Hắn ngược lại bật cười, đi tới phía trước đặt hai tay lên vai vợ, Nhu Đình, em đừng giận, anh không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy hắn tới tìm em là vô cùng kỳ quái, anh là quan tâm em thôi. Sự dối trá của Tạ Khôn Cử khiến Triệu Nhu Đình cơ hồ muốn nôn ọe, có điều bây giờ còn vẫn chưa tới lúc cô ta để bại lộ, Triệu Nhu Đình nói khẽ, Khôn Cử, em làm việc chẳng lẽ anh không tin được ư? Tạ Khôn Cử nói, nào có. Nếu ngay cả em anh cũng không tin thì trên thế giới này anh còn có thể tin ai được nữa. Phó thị trưởng thường vụ kinh thành Triệu Thiên Nhạc cứ tới buổi trưa chủ nhận là sẽ ở nhà xuống bếp nấu cơm. Nguyên nhân rất đơn giản, con gái bảo bối của y Triệu Nhu Đình sẽ về nhà ăn cơm. Từ khi con gái còn nhỏ đã thích ăn cơm y nấu, Triệu Thiên Nhạc là người cực kỳ yêu con gái. Cho dù hắn y hiện tại đã có địa vị cao, nhưng ở nhà vẫn là một người cha hòa ái. Yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì yêu thương con gái. Triệu Thiên Nhạc đối với con rể Tạ Khôn Cử cũng rất yêu thương, chỉ có điều hai loại yêu thương này bất đồng, đối với người trước là phát ra từ nội tâm, yêu thương người sau là để hắn đối tốt với con gái mình. Cuộc hôn nhân này là qua người ta giới thiệu, Triệu Thiên Nhạc rất thông thoáng, y trước giờ cũng không có suy nghĩ muốn dùng con gái để đổi lấy lợi thế chính trị, con gái cũng rất khiến y quan tâm, sau khi được giới thiệu thì quen biết với Tạ Khôn Cử. Qua một năm yêu đương thì liền kết hôn. Bối cảnh của nhà hai người đều gần như nhau. Trên buôn bán cũng có được thành tích không tồi, trong mắt người ngoài thì cuộc hôn nhân này là mỹ mãn và hạnh phúc, nhưng Triệu Thiên Nhạc vẫn cảm thấy không được hoàn mỹ, con gái con rể kết hôn nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa sinh được một mụn con nào, điều này khiến cho y cảm thấy tiếc nuối, Triệu Thiên Nhạc cũng lặng lẽ hỏi qua con gái, đều bị cô ta lấy lý do sự nghiệp làm trọng để phớt lờ cho qua.
Theo thời gian trôi qua, Triệu Thiên Nhạc cũng bắt đầu ý thức được chuyện này không đơn giản. Con gái con rể đến khiến nhà vui vẻ hơn nhiều, Tạ Khôn cử về khoản lấy lòng bố vợ cũng không tồi, vừa tới Triệu gia đã chủ động xuống bếp, cùng nhạc phụ nhạc mẫu thân thiết nói chuyện phiếm, đề tài tán gẫu phần lớn là để lấy lòng, hắn rất giỏi sát ngôn quan sắc, nói chuyện rất khéo, thường xuyên chọc cho hai vợ chồng Triệu Thiên Nhạc cười to, có điều tiếng cười của nhạc mẫu là phát ra từ nội tâm, Triệu Thiên Nhạc tuy rằng cũng cười, nhưng phía sau tiếng cười hắn cất giấu không ít thành phần cho có lệ. Y ở trong quan trường phấn đấu nhiều năm, có hạng người nào mà chưa từng gặp. Người càng khéo léo thì thường thường càng không được y thích, y cho rằng con rể có chút dối trá, cười chỉ là vì nể mặt mũi con gái. Tạ Khôn cử sau khi ăn xong cơm trưa thì đi, gần đây sinh ý của hắn rất bận. Triệu Nhu Đình không đi cùng hắn, cô ta bình thường sẽ ở nhà một buổi chiều, nói chuyện phiếm với cha mẹ. Khi có chính sự muốn nói thì Triệu Nhu Đình thường thường sẽ đề xuất tới thư phòng của cha. Triệu Thiên Nhạc và con gái cùng nhau tới thư phòng ngồi xuống, y mỉm cười nói, Tiểu Đình, có chuyện gì mà mặt mày nghiêm túc thế? Triệu Nhu Đình nói, cha, con muốn cầu cha một việc. Triệu Thiên Nhạc bật cười, giữa hai cha con có cần phải dùng chữ cầu không? Nói đi, chỉ cần cha có thể làm được thì nhất định sẽ giúp con. Triệu Nhu Đình thấp giọng kể lại chuyện Trương Dương ủy thác cho cô ta. Triệu Thiên Nhạc nghe xong thì không khỏi nhíu mày, y nói khẽ, cha nhớ rõ con và Trương Dương hình như không có giao tình gì mà. Trên thực tế y biết con gái không những không có giao tình với Trương Dương mà ngược lại còn có chút mâu thuẫn, khu đất thành thể bởi vì Trương Dương và Cố Minh Kiện liên thủ phá quấy, khiến cho con gái và con rể tổn thất không nhỏ, không biết con gái sao đột nhiên lên tiếng vì hắn. Triệu Nhu Đình nói, cha không phải thường nói oan gia nên giải không nên kết ư. Mọi người cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu thấy cũng ngẩng đầu thấy, hiểu lầm nói rõ ra rồi thì thôi đi, hiện tại đều là bằng hữu, người ta nhờ con chút việc nhỏ như vậy, con không thể cự tuyệt được, hơn nữa chuyện ở cái đất kinh thành này thì ai có thể không nể mặt cha. Triệu Thiên Nhạc cười khổ nói, con gái à, những lời này đừng để cho người khác nghe thấy, chúng ta không nói tới cao tầng trung ương, chỉ cần thị ủy kinh thành, xếp trên cha con cũng có khối người, cha cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Triệu Nhu Đình nói, cũng không phải bảo cha làm chuyện trái kỷ cương phép nước gì mà, không phải là một tòa trạch viện thôi ư. Con cũng thấy lạ, nơi hoang sơn dã lĩnh sao đột nhiên lại có quy hoạch, chung quanh hương sơn biệt viện căn bản không có kiến trúc nào khác, chuyện lần này căn bản là nhắm vào Trương Dương. Triệu Thiên Nhạc nói, con gái à, Trương Dương vì sao lại tìm con? Triệu Nhu Đình nói, còn không phải bởi vì cha là cha con ư, cha không phải là phó thị trưởng thường vụ kinh thành ư. Loại chuyện này vốn thuộc phạm vi quản hạt của cha mà. Triệu Thiên Nhạc nói, chuyện này rất nhỏ, vốn cha chỉ cần nói một câu là xong. Triệu Nhu Đình cười nói, vậy cha làm đi, coi như nể mặt con gái. Triệu Thiên Nhạc nói, Hương Sơn Biệt Viện là chỗ ở cũ của Thiên Chỉ Tiên Sinh, trước khi ông ta qua đời đã lập di chúc tặng tòa trạch viện này cho Trương Dương. Trương Dương ở kinh thành cũng không phải là không có nhân mạch, theo như cha biết thì hắn quen được Thiên Chỉ Tiên Sinh là thông qua Văn Phu Nhân. Văn Phu Nhân là đệ tử của Thiên Chỉ Tiên Sinh, hiện tại có người muốn dỡ chỗ ở cũ của Thiên Chỉ Tiên Sinh, cô ta vì sao không lên tiếng? Triệu Nhu Đình ngây ra đó. Triệu Thiên Nhạc thở dài, con cho rằng cha con có mặt mũi hơn Văn Phu Nhân ư? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Triệu Nhu Đình lúc này mới ý thức được chuyện này rất phức tạp, không phải cha không muốn giúp, mà là không thể tùy tiện giúp được, trong khoảng thời gian này đối với cha mà nói thì cũng là thời điểm cực kỳ mấu chốt. Y không thể vội vàng xếp hàng, phải thâm tư thục lự, nhìn rõ hướng phát triển trong tương lai đã rồi mới có thể làm ra quyết định, bằng không rất có khả năng sẽ ảnh hưởng tới quan vận trong tương lai, phải biết rằng cha rất được ủng hộ lên đảm nhiệm chức thành thị trưởng. Triệu Nhu Đình cắn cắn môi nói, vậy phải làm sao bây giờ, con đã đáp ứng người ta rồi. Triệu Thiên Nhạc nói, lòng có thừa nhưng sức thì không đủ, chỉ cần con đã tận tâm thì tất nhiên không thẹn với lòng. Chuyện này con tốt nhất hãy tính quan kỳ biến chuyện không đơn giản như vậy đâu, mà văn gia cũng không dễ khi dễ như vậy. Triệu Nhu Đình gật đầu. Triệu Thiên Nhạc quan tâm nói, sức khỏe của con gần đây thế nào? Triệu Nhu Đình nói, tốt hơn nhiều rồi. Triệu Thiên Nhạc nhắc lại chuyện xưa, con và Khôn Cử rốt cuộc chuẩn bị lúc nào thì sinh con. Chương 2193, có chút phiền toái, 4. Triệu Nhu Đình nhíu mày, cha. Cha sao luôn nhắc tới chuyện này thế, con đã nói với cha cả trăm lần rồi, chúng con hiện tại đang phải lo cho sự nghiệp, lấy đâu ra thời gian mà sinh con. Triệu Thiên Nhạc nói, sự nghiệp, cha thực sự không rõ,
con là một nữ hài tử, cần sự nghiệp lớn làm cái gì, sự nghiệp của nữ nhân chính là gia đình, không có gia đình mà chỉ có sự nghiệp thì không thể hạnh phúc được. Triệu Nhu Đình nói, phong kiến, đầu óc toàn là tư tưởng trọng nam khinh nữ. Triệu Thiên Nhạc nói, con đừng có nói vậy với cha, thôi để hôm nào cha hỏi Khôn Cử. Mặt Triệu Nhu Đình lập tức trầm xuống, cha hỏi anh ta làm gì? Con còn không biết có ở với anh ta đến ngày đó không kìa. Một câu này khiến Triệu Thiên Nhạc cả kinh, y kinh hô, làm sao vậy? Giữa các con có vấn đề gì à? Triệu Nhu Đình lắc đầu nói, không. Triệu Thiên Nhạc không tiếp tục truy hỏi nữa, có điều trong lòng y đã tràn ngập khả nghi. Tin tức Triệu Nhu Đình gửi tới không mang tới sự kinh hỉ cho Trương Dương, hắn đang cân nhắc rốt cuộc có nên đi trưng cầu ý kiến của La Tuệ Ninh hay không thì La Tuệ Ninh vừa hay gọi điện thoại tới. Bà ta trong điện thoại nói với Trương Dương rằng hắn đừng đi tìm quan hệ nữa, di rời Hương Sơn biệt viện chỉ là quy hoạch khai phá bình thường của cảnh khu, muốn dỡ thì dỡ. Cú điện thoại này của La Tuệ Ninh chẳng khác nào biểu lộ thái độ của bà ta quyết định bảo trì trầm mặc trong chuyện này. Trương Dương có chút khó hiểu đối với thái độ của bà ta, tuy rằng hắn biết gần đây mẹ nuôi gặp một số phiền toái, nhưng với địa vị của chính trị cũng không cần thiết phải vội vã phân rõ giới hạn với chuyện tương quan tới Hà Trường An. Trương Dương nói, mẹ nuôi à, căn nhà này là Thiên Chỉ Tiên Sinh tặng cho con, không thể nói dỡ là dỡ được. La Tuệ Ninh nói, Trương Dương, Tiên Sinh đã qua đời rồi, căn nhà này có giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, nếu cảnh khu đã có quy hoạch, con cần gì phải đa sự. Trương Dương nói, mẹ nuôi, dù sao con cũng không nuốt trôi được cục tức này, con cũng hỏi thăm rồi, quy hoạch này căn bản chính là chuyện trên giấy, con không thể để nhà bị người ta tùy tiện hủy đi, con không thể làm chuyện có lỗi với Tiên Sinh. La Tuệ Ninh thở dài, nhẹ nhàng gác máy. Văn Quốc Quyền ngồi ngay ở bên cạnh, y nhìn bộ dạng tình tự xuống thấp của vợ, có chút xót xa nói, sao vậy? Tiểu tử đó không nghe lời à? La Tuệ Ninh gật đầu, đôi mắt có chút đỏ lên, chuyện này rõ ràng là nhằm vào chúng ta, vì sao em không thể ra mặt? Tiên Sinh là sư phụ của em, trạch viện này chính là nơi ông ấy sống lúc già. Văn Quốc Quyền nói, tòa trạch viện này là Hà Trường An giúp xây lên. Nếu anh nhớ không nhầm thì chắc là sau khi Tiên Sinh nhận em làm đệ tử không lâu. La Tuệ Ninh nói, vậy thì sao? Căn bản không có liên quan gì cả. Văn Quốc Quyền nói, anh biết Tiên Sinh và em hợp ý, nhưng người khác không biết, người khác cho rằng là em thông qua Hà Trường An giúp Tiên Sinh xây Hương Sơn biệt viện, cho nên Tiên Sinh mới nhận em làm đồ đệ. La Tuệ Ninh nói, hoang đường, bọn họ quá coi thường Tiên Sinh rồi. Tiên Sinh vốn là muốn trả tiền, nhưng Hà Trường An kiên trì không nhận. Chỉ xin Tiên Sinh một bức tranh. Văn Quốc Quyền nói, anh nhớ rõ Tiên Sinh năm đó đã viết 4 chữ thiện tâm vĩnh hằng cho Hà Trường An. La Tuệ Ninh gật đầu, trí nhớ của chồng cực kỳ kinh người, cho dù chuyện đã trôi qua hơn 10 năm y vẫn nhớ rõ. Văn Quốc Quyền nói, trung tâm thương vụ Hằng Vĩnh của Yến Tây cũng đặt móng ở đó, Hà Trường An nổi bật hơn hẳn trong những người cạnh tranh, giành được quyền khai phá khu đất đó, lúc ấy anh là người phụ trách của kinh thành. Cố gắng thu xếp để giao quyền khai phá khối đất này cho dân doanh, anh còn tự mình tham gia lễ đặt móng. Mắt phượng của La Tuệ Ninh trợn lên. Văn Quốc Quyền nói, trong quá trình công khai đấu thầu, anh giữ vững nguyên tắc công chính công bình, trong quá trình khai phá khối đất này anh cũng không đổi một xu một hào nào của anh, nhưng hiện tại có người đã lật lại những chuyện của hơn 10 năm trước rồi sâu chuỗi lại với nhau, vì thế hiện ra trước mặt người khác lại như mây mù dày đặc, điểm đáng ngờ rất lớn. La Tuệ Ninh nói, chúng ta có làm gì đâu, ai thích cha thì cứ kệ hắn. Văn Quốc Quyền nói, lòng anh rất thoải mái, cho dù điều tra đến cuối cùng thì nhất định anh cũng sẽ vẫn trong sạch, nhưng điều tra loại chuyện này không thể tránh khỏi sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với anh. La Tuệ Ninh cắn cắn môi, ánh mắt lộ ra vài phần áy náy, Quốc Quyền, đều do em cân nhắc không chu toàn, mang tới thêm phiền toái cho anh. Văn Quốc Quyền mỉm cười nói, anh làm quan nhiều năm như vậy, đã lúc nào ít phiền toái đâu. Mà đã bao giờ sợ phiền toái đâu, y đứng lên đu tới phía trước cửa sổ, phương pháp tốt nhất hóa giải loại chuyện này chính là mặc kệ. La Tuệ Ninh nói, cho dù chúng ta bảo trì trầm mặc, đối phương cũng sẽ không dễ dàng thu tay lại, đầu tiên là chuyện hội từ thiện, hiện tại ngay cả chuyện cũ năm xưa từ hơn 10 năm trước cũng đào ra, người này là muốn chế tạo phiền phức mục đích muốn khiến Văn gia chúng ta khó xử, muốn làm ảnh hưởng tới danh dự của anh. Văn Quốc Quyền nói, càng là như thế thì càng phải thản nhiên. Càng không thể đi theo cái bẫy mà chúng lập ra. La Tuệ Ninh thở dài, nhưng thằng Ôn Trương Dương này lại không phải dễ tính gì, trong lòng hắn vô cùng kính trọng Thiên Chỉ Tiên Sinh, hắn sẽ không để người khác tùy ý dỡ bỏ tòa trạch viện này đâu.
Văn Quốc Quyền nói, kệ hắn đi, chúng ta tuy rằng không tiện trực tiếp nhúng tay vào chuyện này, nhưng Trương Dương nếu gặp phải tai vạ thì anh nhất định phải ra mặt cho thằng con nuôi này. La Tuệ Ninh có chút khó hiểu nhìn Văn Quốc Quyền. Văn Quốc Quyền nói, chuyện càng lớn thì anh ngược lại càng tiện ra mặt. Trương Dương lần này đi gặp Kiều Lão vẫn không đi tay không, hắn thông qua Hồng Vệ Đông kiếm được một khối khánh thạch linh bích. Kiều Lão nghe nói hắn lại tặng đá cho mình thì cười cười ra đón, nhìn thấy Trương Dương từ trên xe khênh xuống một tảng đá to đùng thì không khỏi cười nói, lần này lại tặng cho tôi bảo bối gì thế. Trương Đại Quan Nhân nói, tặng ngài một tảng đá, ngài luôn là chuyên gia về phương diện này mà. Kiều Lão tới phía tước tảng đá, ngồi xổm xuống nhìn nhìn, sau đó dùng tay vỗ nhẹ nhẹ lên tảng đá, mỉm cười nói, linh bích thạch à. Trương Đại Quan Nhân lập tức giơ ngón tay cái nghe về phía Kiều Lão, lợi hại. Kiều Lão, ngài đúng là cao thủ của đạo này, lần sau sẽ tìm người khác cho ngài một con dấu, bên trên viết chữ Thạch Trung Tiên. Kiều Lão cười ha ha, nói con dấu thì tôi có, tên tôi cũng nghĩ ra rồi, kêu là ông già ôm đá. Trương Dương nói, ngài sao nhìn ra được vậy? Kiều Lão nói, tôi chơi đá nhiều năm như vậy, há có thể ngay cả Linh Bích Thạch cũng không nhận biết được. Linh Bích Thạch có 4 đặc điểm lớn, một là bất kể lớn nhỏ, thiên nhiên thành hình, thiên hình vạn trạng. Đều có mấy loại yếu tốt là cằn, lỗ chỗ, hai là da của Linh Bích Thạch, cũng chính là da giá mà chúng ta thường nói luôn rất lởm chởm, đầy khe rãnh, tục tằng hùng hồn, ý vị thương cổ, hoa văn phong phú, ý nhị 10 phần. Là màu sắc, Linh Bích Thạch lấy 3 mày đen, nâu và màu bụi làm chủ, ở giữa có màu trắng, đỏ sậm, thứ tư là tiếng rất vang. Kiều Lão nói xong thì lại vỗ lên tảng đá, không tồi, cũng được coi là hạng cao cấp. Trương Đại Quan Nhân nói, nghe lời nói của quân. Còn hơn đọc 10 sách 10 năm, tôi ở trước mặt ngài có lẽ học không hết tri thức. Kiều Lão cười nói, thằng nhóc cậu hôm nay tới đây vừa tặng quà cho tôi, vừa vỗ mông ngựa tôi, có phải có chuyện gì muốn nhờ không? Trương Đại Quan Nhân nói, lão nhân gia đúng là ánh mắt sắc bén, tôi ở trước mặt ngài căn bản chính là cởi chuồng, bị ngài nhìn thấy hết. Kiều Lão nói, cầm đá đi, tôi ghét nhất là nhận quà có mục đích của người khác. Trương Đại Quan Nhân nói, đừng mà, cả một tảng đá nặng như vậy. Tôi từ xa mang tới cho ngài, ngài không thể bảo tôi mang về được, hơn nữa tôi tặng lễ là tặng lễ, nhờ là nhờ, cũng không phải việc gì khó khăn, chỉ muốn nhờ ngài phân tích giúp tôi một chút, đương nhiên nếu tiện thì ngài có thể nghĩ chủ ý giúp tôi. Kiều Lão gật đầu, thế còn được, ông ta đeo kính lão vào tiếp tục thưởng thức tảng đá trước mắt, Trương Dương cũng ngồi ở đó với ông ta, thở dài nói, thật ra tảng đá này là từ trong nhà cũ của Thiên Chỉ Tiên Sinh lấy ra. Kiều Lão ặc một tiếng. Tên của Thiên Chỉ Tiên Sinh ông ta đương nhiên cũng từng nghe nói, ông ta cũng biết chuyện Thiên Chỉ Tiên Sinh tặng cho Trương Dương một tòa trạch viện, vỗ vỗ tảng đá đó rồi nói, cậu mang về đi, quân tử không thứ người khác thích, Thiên Chỉ Tiên Sinh tuy rằng không còn ở nhân thế, nhưng thứ này dù sao cũng thuộc về ông ta, tôi há có thể lấy làm của riêng. Trương Đại Quan Nhân nói, Kiều Lão, ngài cũng đừng chối từ, nói thật, bảo kiếm biếu anh hùng, hồng phấn tặng giai nhân. Tôi định chỉ lý lại chỗ đá ở bên đó, mấy ngày nữa sẽ mang tới cho ngài. Thằng ôn này rất thông minh, vòng một vòng lại quay về chính sự. Kiều Lão nói, cậu làm như vậy không sợ Thiên Chỉ Tiên Sinh mất hứng ư. Trương Dương nói, ngài là theo người theo thuyết vô thần, Thiên Chỉ Tiên Sinh đã qua đời rồi. Kiều Lão nói, tảng đá này tôi vẫn không thể nhận. Trương Dương nói, ngài nếu không nhận thì tôi sẽ vứt đi. Kiều Lão thông minh cỡ nào chứ? Lập tức nghe ra trong đây chắc chắn có vấn đề, ông ta đứng dậy, Trương Dương lập tức đi theo. Kiều Lão xoay người đi vào tiểu lâu, Trương Đại Quan Nhân đi sát theo sau. Chương 2194, cân bằng 1. Kiều Lão dừng chân, trên mặt lộ ra vẻ không vui, cậu từ lúc nào học được cái thói quanh co như vậy? Có chuyện gì thì cứ nói đi, đừng có vòng vo với tôi. Trương Dương cười nói, ngài đừng nóng giận. Tôi không phải nói hôm nay đến chính là nhờ ngài giúp tôi nghĩ chủ ý ư. Kiều Lão tới ngồi dưới ông ta che nắng, Trương Dương không dám ngồi, đứng bên cạnh ông ta. Kiều Lão nói, đứng đó làm gì, ngồi xuống đi. Trương Dương lúc này mới ngồi xuống bên cạnh ông ta. Kiều Lão nhìn vào hai mắt hắn, tựa hồ nhìn vào tận đáy lòng hắn, nói đi, đã xảy ra chuyện gì. Trương Dương nói, tòa trạch viện mà Thiên Chỉ Tiên Sinh tặng cho tôi bị dỡ bỏ. Nói là quy hoạch cảnh khu trong tương lai vừa hay bao gồm cả khu đất đó. Kiều Lão nói, loại chuyện này rất bình thường, cậu là đảng viên, cũng là cán bộ quốc gia, khi lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể phát sinh xung đột, chắc minh bạch nên làm như thế nào,
đạo lý đơn giản như vậy, đơn giản như vậy, đơn giản như vậy, không cần tôi phải dạy cậu chứ. Trương Dương nói, đạo lý thì tôi biết, nếu chuyện phát sinh trên người người khác thì tôi khẳng định sẽ nói chuyện cá nhân là nhỏ, chuyện của tập thể mới là lớn, nhưng chuyện này hiện giờ thực sự phát sinh trên người tôi lại có chút vướng mắc trong lòng. Kiều lão à, ngài nghĩ lại xem, Thiên Chỉ tiên sinh đối với tôi tốt như vậy, có nhiều đệ tử như vậy mà không cho, lại tặng trạch viện cho tôi, ông ta lúc về già cũng là sống ở Hương Sơn biệt viện, nếu ông ta ở trên trời có linh thì khẳng định hy vọng Hương Sơn biệt viện sẽ được bảo lưu thật tốt. Nhưng hiện tại lại sắp bị dỡ bỏ một cách mạc danh kỳ diệu, trong lòng tôi tức lắm, luôn cảm thấy có lỗi với Thiên Chỉ tiên sinh. Kiều lão mỉm cười nói, loại suy nghĩ này là rất bình thường, cậu là người trẻ tuổi trọng tình cảm, Hương Sơn biệt viện đối với cậu mà nói không chỉ là một căn nhà, mà ở trong đó còn có sự hoài niệm của cậu đối với Thiên Chỉ tiên sinh. Trương Dương gật đầu nói, đúng vậy, tôi mỗi lần tới đó đều sẽ có một loại cảm giác, luôn cảm thấy Thiên Chỉ tiên sinh vẫn còn sống. Kiều lão nói, trên thế giới này không có gì là vĩnh hằng không thay đổi cả, bất kỳ chuyện gì cũng đều có kỳ hạn, người cũng vậy mà cỏ cây cũng vậy, nhà cửa cũng vậy, nếu cậu nghĩ thấu đạo lý trong đó thì sẽ không cảm thấy rối rắm như vậy. Trương Dương nói, đạo lý thì tôi minh bạch, chỉ là trong lòng nghĩ không thông. Kiều lão cười cười không nói gì. Trương Dương lại nói, không giấu gì ngài, tôi hôm nay đã tới tìm Triệu Nhu Đình, chính là con gái của Phó Thị trưởng Thường vụ Kinh Thành Triệu Thiên Nhạc. Trương Dương tuy rằng chưa nói hắn đi làm gì, nhưng Kiều lão đã minh bạch, Trương Dương là muốn đường vòng cứu nước, thông qua quan hệ này để thay đổi quy hoạch khai phá của cảnh khu. Trương Dương nói, nhưng Triệu Thiên Nhạc cự tuyệt giúp tôi. Kiều lão nói, tôi nhớ rõ Tiểu La hình như là đệ tử của Thiên Chỉ tiên sinh mà, vì sao cậu lại bỏ gần cầu xa? Kiều lão đã đoán được sự ảo diệu trong đó. Trương Dương biết ở trước mặt Kiều lão không cần thiết phải giấu giếm gì cả. Hắn thở dài, có thể là mẹ nuôi của tôi không thích hợp tỏ thái độ trong chuyện này. Kiều lão nói, vì sao? Trương Dương nói, tôi không biết. Những lời này là hắn nói dối. Thật ra hắn đã đoán được nguyên nhân trong đó. Lần này Hương Sơn biệt viện gặp phiền toái là do Văn gia gây nên. Có người muốn lợi dụng chuyện này để khơi mào phong ba. Kiều lão cũng không tiếp tục truy hỏi. Ông ta cười nói, cậu muốn tôi ra mặt ư? Trương Dương nói, không. Chuyện nhỏ như vậy mà để ngài ra mặt thì chẳng phải là lấy đại pháo bắn muỗi. Kiều lão bật cười ha ha, đại pháo bắn muỗi chưa chắc đã có thể bắn được, cậu là nói tôi có thể không giải quyết được chuyện này. Trương Dương nói, Kiều lão, tôi thực sự là không muốn ngài ra mặt, tôi chỉ muốn kể chuyện này cho ngài nghe, để ngài giúp tôi phân tích một chút thôi. Kiều lão, nói đa số mọi người đều sợ phiền toái tìm tới mình, nhưng cậu thì toàn tự tìm phiền toái. Trương đại quan nhân cười khổ nói, có thể tôi cả đời này này cũng không sửa được cái tật xấu này. Kiều lão nói, sao phải sửa? Khi Kiều Trấn Lương trở về thì Trương Dương vừa đi không lâu, hai người vừa hay không gặp nhau, mấy ngày nay Kiều Trấn Lương vẫn họp ở Kinh Thành suốt, ngày mai mới trở về Tân Hải. Tân Hải nhìn thấy cha đang ngắm nghía một tảng đá mới, Kiều Trấn Lương không khỏi cười nói, cha, hôm nay lại có thu hoạch à? Kiều lão nói, Trương Dương lúc nãy tới, tảng đá này là hắn tặng cho tôi. Kiều Trấn Lương ghé tới nhìn, y đối với thứ này thì hứng thú tuy rằng không lớn, nhưng ở bên cạnh cha lâu nên ít nhiều cũng hiểu được một chút, cười nói, Linh Bích Thạch, hôm nào con bảo người làm cho cha cái bệ. Kiều lão gật đầu. Kiều Trấn Lương nói, Trương Dương đi chưa? Con nghe nói hắn và con gái của Hoài Minh đã làm lành với nhau rồi. Kiều lão nói, hắn gặp chút phiền toái. Kiều Trấn Lương nói, phiền toái gì? Kiều lão kể lại chuyện vừa rồi Trương Dương đã nói. Kiều Trấn Lương không hề biểu hiện ra vẻ bất ngờ, y nói khẽ, sang năm là năm mấu chốt, có một số người tất nhiên muốn bắt đầu có động tác, Văn Quốc Quyền trong mấy năm nay rất nổi bật, cấp trên cũng rất xem trọng hắn. Kiều lão nói, người thắng cuối cùng sẽ là giữa hắn và Hiến Lương. Kiều Trấn Lương gật đầu theo, Phó Hiến Lương vào năm gần đây mới bắt đầu được chú ý. Hắn cười nói, trong lòng cha chắc sớm đã có quyết định rồi. Kiều lão cười nói, tôi là một lão đầu nhi đã về hưu. Căn bản không muốn nhúng tay vào những chuyện hiện tại, cớ gì phải để người đời trách móc. Về hưu rồi thì thôi, cứ lặng lẽ hưởng phúc của tôi, những chuyện khác tôi không quản, cũng không hỏi. Kiều Trấn Lương nói, phương diện này cha không bằng bác Chu rồi, lão nhân gia người bây giờ vẫn không quên quan tâm tới quốc gia đại sự. Kiều lão bật cười ha ha, ông ta nghe ra những lời này của con trai không hề có ý khen ngợi, đứng lên xoa xoa thắt lưng rồi nói, già rồi thì là già rồi, tuy rằng vẫn có chút không cam lòng. Nhưng nhất định phải nhận rõ hiện thực. Không ai có thể vĩnh viễn đứng trên đỉnh phong,
không ai có thể cả. Kiều Trấn Lương cung kính đỡ cha tới ghế ngồi xuống, trở lại trong nhà, dùng bình tử sa mà cha thích nhất để pha trà, sau đó thì đưa cho cha. Kiều lão cầm cái bình tử sa lên, uống một ngụm rồi nói, con cảm thấy hai người Hiến Lương và Quốc Quyền, năng lực của ai mạnh hơn. Kiều Trấn Lương cười cười, cha luôn miệng nói không muốn xen vào chuyện chính trị nữa, nhưng vẫn không thể thực sự làm được. Kiều Trấn Lương nghĩ nghĩ em nói, mỗi người có sở trường riêng, con thực sự không phân được trong hai người ai có bản sự lớn hơn, nhưng con không bằng bọn họ. Kiều lão nói, nếu cha bắt con phải so sánh hai người thì sao? Kiều Trấn Lương nói, Hiến Lương có lực tương tác hơn, nhưng luận đến quyết đoán thì không bằng Quốc Quyền. Hai người thật sự là không thể phân được ai mạnh ai yếu, một người thích hợp để giữ vững sự nghiệp của người đi trước, người còn lại thì thích hợp để khai sáng cục diện, với cục diện phức tạp trong ngoài nước trước mắt mà nói thì Quốc Quyền chắc mạnh hơn. Chương 2195, cân bằng 2. Kiều lão nhìn con trai, trong mắt lộ ra vẻ thưởng thức, ông ta nói khẽ, cha rất mừng, con đã có thể nhìn nhận vấn đề một cách công bình. Kể ra thì Phó Hiến Lương cũng là cán bộ một tay Kiều lão đề bạt lên, được cho là môn sinh của ông ta. Kiều Trấn Lương nói, chuyện của gia sự không liên can tới Hiến Lương, với tính tình của hắn thì sẽ không làm ra chuyện như vậy. Kiều lão nói, một gã quan viên từ nhập sĩ đi đến bây giờ, đã trải qua vô số khảo nghiệm, trong mắt người ngoài thì trong quan trường là những tấm màn đen, có người còn nói, nếu muốn như cá gặp nước trong quan trường thì trước tiên phải hiểu thấu đáo hậu hắc học, cha thấy câu này đúng là vô nghĩa. Kiều lão tạm dừng một chút, lại uống ngụm trà rồi nói, ở trong quan trường nếu còn muốn đi được lâu dài thì nhất định phải quang minh lỗi lạc, từ xưa đến nay, bốn chữ quang minh chính đại treo trên đỉnh đầu quan viên tuyệt đối không phải là làm cho có, đó là nhắc nhở chúng ta làm người làm việc nhất định phải thanh liêm. Phải chính đại quang minh chỉ có như vậy thì mới dám ưỡn thẳng lưng lên mà làm người làm việc, mới có thể không thẹn với thương sinh khắp thiên hạ, làm người không dễ, làm quan càng khó hơn. Làm quan càng lớn thì chúng ta lại càng nên cẩn thận giữ bổn phận, phía sau một quan viên luôn sẽ có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh làm tốt, lấy dân làm nhiệm vụ của mình thì những ánh mắt này sẽ trở thành cơ sở của anh, khi anh chịu ủy khuất, chịu đãi ngộ không công bình, những người phía sau này chính là chỗ dựa của anh. Nếu anh làm chuyện xấu thì những ánh mắt này sẽ biến thành vô số mũi tên nhọn, sẽ đâm cho người anh thủng lỗ chỗ. Kiều Trấn Lương khiêm tốn thụ giáo cha, những lời này của cha con sẽ vĩnh viễn ghi nhớ. Kiều lão nói, tôi không thích tranh giành quyền lực trong nội bộ quan trường, bởi vì đây là một loại nội háo, sẽ tổn hại tới thực lực của đảng ta, nhưng mà đây là một hiện thực, đấu tranh quyền lực từ cao tầng đến cơ sở, cơ hồ đã len vào mỗi một bộ phận trong thể chế. Nếu tôi nói, tất cả mọi người chúng ta đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng thì khẳng định tôi đang mở to mắt mà nói dối. Kiều Trấn Lương nói, tranh giành quyền lực thì cổ kim nội ngoại bất kỳ thể chế nào cũng không thể giải quyết được, tương đối mà nói thì trong nước chúng ta coi như vẫn tốt. Kiều lão mỉm cười nói, thân ở đấu trường, cho dù tính cách của anh là không thích tranh đấu, cho dù là anh muốn giúp mọi người làm điều tốt thì, nhưng khi người khác ngươi chết ta sống với anh, quyết một trận sống mái với anh, thì anh lại không thể không đánh. Không chỉ vì mình, mà còn là vì người dân, có một số người năng lực không đủ, nhưng ý chí chiến đấu thì luôn sục sôi, giống như bọn họ sinh ra là để chiến đấu vậy, anh nếu không chiến với hắn, hắn sẽ không lý giải đó là anh khoan hồng độ lượng, lấy đại cục làm trọng mà là sẽ cho rằng anh sợ hắn. Cho nên hắn không những sẽ không lấy lễ đối đãi mà ngược lại sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Kiều Trấn Lương nói cha, hôm nay cha nói chuyện hăng thế. Kiều lão cười ha ha, cha đã về hưu rồi. Nói vài câu thì có tính là gì? Có ảnh hưởng tới được ai đâu? Kiều Trấn Lương nhớ tới vấn đề cha vừa mới rồi hỏi y, nói khẽ cha, giữa Quốc Quyền và Hiến Lương cha xem trọng người nào hơn? Kiều lão nói, khi người đi đường quan trọng nhất là gì? Kiều Trấn Lương nghĩ nghĩ rồi thấp giọng hồi đáp, thăng bằng. Kiều lão tỏ vẻ hài lòng với đáp án này của con trai, mỉm cười gật đầu, không sai, cân bằng, chỉ Quốc cũng như nấu đồ tươi, phải thật cân bằng. Chỉ khi có thân thể bảo trì được cân bằng thì mới không ngã, quốc gia cũng vậy thôi. Kiều Trấn Lương như có sở ngộ cha đang định lên tiếng giúp Văn gia ư. Kiều lão đưa chén trà đã uống xong cho con trai, về hưu thì là về hưu, nói nhiều làm cái gì. Kiều Trấn Lương không rõ ý tứ của cha, cảm giác lời nói lúc này của ông ta trước sau không nhất trí. Kiều lão nói, đứng đó làm gì, chẳng lẽ bắt cha tự mình đi châm trà ư. Ánh mắt Kiều Trấn Lương sáng rực lên. Lập tức mỉm cười nói, cha, con đi ngay đây. Trương đại quan nhân trở lại Hương Sơn biệt viện, ở trước cửa nhìn thấy hai chiếc xe,
từ biển số xe đã nhìn ra là xe công, đứng đó đẩy cả đi vào, nhìn thấy trong sân có 7 nam tử đứng đó, Trần Tuyết một mình đứng đối diện bọn họ. Người cầm đầm đang thông chi chính sách cho Trần Tuyết. Trương đại quan nhân nhìn thấy cục diện trước mắt thì liền có chút bực tức, làm gì thế? Làm gì thế? Ai cho các anh tự tiện xông vào nhà riêng của người ta? Người dẫn đầu gật đầu với Trương Dương, anh là chủ nhà ư? Trương Dương nói, là tôi, các anh là ai thế hả? Tôi mời các anh tới à? Sao lại tùy tiện vào nhà của tôi? May mà đây là ở Trung Quốc đấy, chứ ở Mỹ tôi lấy súng bắn chết các anh cũng gọi là phòng vệ chính đáng. 7 tên nam tử nghe thấy hắn nói như vậy thì lập tức sầm mặt, người cầm đầu nói, anh là đồng chí Trương Dương, bí thư thị ủy Tân Hải phải không, tôi trước tiên xin tự giới thiệu. Trương đại quan nhân tức giận nói, tôi không có hứng thú làm quen với anh, ra ngoài hết cho tôi, muốn vào thì trước tiên phải gõ cửa, tôi gật đầu thì các anh mới được vào. Nam tử đó hừ một tiếng, đồng chí Trương Dương, chúng tôi là ban di rời khu Tây Kinh, tôi là chủ nhiệm ban di rời Điền Hưng Nhân, những người này đều là đồng sự của đơn vị chúng tôi. Trương Dương nói, không cần tự giới thiệu phiền toái như vậy, tôi không có thời gian chiêu đãi các vị. Một gã đại hán mặt đen nói, không phải là một cán bộ cấp ban huyện ư. Khệnh lắm à. Trương đại quan nhân trợn mắt lườm thằng cha đó, cười lạnh nói, anh lợi hại nhỉ, đừng quên anh đang đứng trên đất của tôi, ở dưới mái nhà người ta không thể không cúi đầu, hiện tại cút đi cho tôi, bằng không tôi đá anh bay ra ngoài đó. Mặt tên đó lập tức biến thành màu tím, hắn căm tức nhìn Trương Dương, rõ ràng là muốn phát tác. Điền Hưng Nhân vẫn có chút hàm dưỡng, hắn áp chế lửa giận, đồng chí Trương Dương, chúng ta lần này đến là vì việc công, căn nhà này của anh ở trong phạm vi quy hoạch tương lai của cảnh khu chúng tôi, phải được dỡ bỏ, về phần tổn thất của anh. Chúng tôi sẽ dựa theo chính sách tương quan mà tiến hành bồi thường cho anh, nói tóm lại thì anh phải tin tưởng vào chính phủ, tin vào chính sách của đảng chúng ta, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để cá nhân anh phải chịu thiệt, và lại chúng ta đều là cán bộ trong thể chế, tôi tin anh nhất định sẽ lý giải chuyện này, cũng nhất định sẽ phối hợp với công tác của chúng tôi. Cút đi. Điền Hưng Nhân sửng sốt, anh. Cút đi, Trương đại quan nhân thô bạo nói. Mặt Điền Hưng Nhân rõ ràng đã tức đến mức đỏ bừng, tôi nói nè đồng chí vị này, anh sao lại không giảng đạo lý như vậy, đây là việc công, hơn nữa là quyết định của thị lý, xây dựng kỳ 3 của cảnh khu là một trong những công trình trọng điểm vào đại hội giảng lần thứ 10 sang năm của kinh thành, anh. Trương Dương chỉ vào cửa lớn, cút hết ra ngoài cho tôi, đừng con mẹ nó ở đây khiến tôi buồn nôn. Điền Hưng Nhân rút ra một bản thông chi di rời đưa ra trước mặt Trương Dương, anh nhìn cho rõ đi, đây là thị lý. Trương đại quan nhân lao lên giật lấy, tiện tay xé nát, sau đó giận dữ hét, cút. Chương 2196, cân bằng 3. Mấy nhân viên công tác cơ sở không biết sự lợi hại của Trương Dương, bọn họ làm công tác di rời, hạng người gì cũng gặp rồi, có thể nói người thái độ còn ác liệt hơn Trương Dương bọn họ cũng lĩnh giáo qua rồi. Điền Hưng Nhân nói, anh thân là cán bộ vì quốc gia, nên biết hậu quả chống đối chính sách của quốc gia, anh. Trương đại quan nhân giơ tay lên đẩy vào vai thằng ôn này một cái, ở trước mặt lực lượng của hắn, Điền Hưng Nhân căn bản không có sức chống đỡ, chỉ cảm thấy thân hình như đằng vân giá vũ bay ra ngoài, khi rơi xuống đất thì mông đã ở ngoài cửa lớn. Phải nói rằng nhân viên công tác của ban di rời đa số không có biên chế, rất nhiều người đều là chiêu mộ từ ngoài xã hội, Điền Hưng Nhân là chính thức. 6 người khác đều là người ngoài biên chế, đám người này nhìn thấy Điền Hưng Nhân bị Trương Dương ném ra ngoài thì cả đám lập tức phát hỏa, xông lên bao vây Trương Dương. Trương đại quan nhân không chờ bọn họ hình thành vòng vây xong đã như một con báo săn lao ra, vung tay tát cho tên đại hán mặt đen một cái, thằng ôn này xứng đáng bị đánh, ai bảo hắn vừa rồi lên tiếng, hơn nữa vóc dáng cũng to nhất, mục tiêu lớn nhất, trong 6 người thì hắn nổi bật nhất, Trương đại quan nhân không chọn hắn thì chọn ai? Cảnh tượng tát người thì rất bình thường, nhưng một cái tát có thể tát bay người ta thì lại không bình thường tí nào. Đại hán mặt đen bị Trương đại quan nhân tát cho nghe rất vang, nhưng lại không quá đau, song người mất thăng bằng, nhẹ nhàng bay ra, cũng bay ra ngoài cửa lớn, vừa hay đáp đúng lên người Điền Hưng Nhân, đè cho Điền Hưng Nhân kêu khổ không ngừng. Vốn là 6 người định vây Trương Dương, nhưng nhìn thấy Trương đại quan nhân tát một cái đã đánh bay Hắc đại ca, đám người này chân như đóng đinh xuống đất. Con người ta ai cũng hiếp mềm sợ cứng, chẳng ai là kẻ ngốc cả, sau khi ý thức được đối phương là một khúc xương khó nhắn thì không ai dám tiến lên, nói thừa, hiện tại xông lên không phải là để bị ăn đòn ư. Trần Tuyết thở dài, tôi đã sớm nhắc nhở các anh rồi, tính tình của chủ nhà không tốt đâu,
nếu tôi là các anh thì khẳng định sẽ không ở lại đây. Một đám người lúc này mới hồi phục lại tinh thần, xoay người bỏ chạy ra ngoài cửa, nhấc hai đồng bạn dưới đất lên, khi lên xe thì mới phát hiện lốp xe đã xịt hết, không phải xì hơi mà là bị chọc thùng. Bên trong xe có lốp dự bị, nhưng cả hai chiếc xe cộng lại mới có được hai cái lốp nguyên, có muốn đi cũng chẳng được. Đám người này phỏng chừng 10 phần có 9 chính là Trương Dương làm, nhưng nhìn thấy biểu hiện uy mãnh vừa rồi của hắn, không ai dám quay lại tìm hắn, một đám chỉ có thể đi bộ rời khỏi, không ai dám lưu lại trước cửa. Đám người đó đi rồi, hai chiếc xe thì ở lại, Trương Đại Quan Nhân đi ra cửa, nhìn thấy hai chiếc xe lốp bị thủng thì không khỏi buồn cười. Trần Tuyết đi ra theo hắn, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cảm giác có chút buồn cười, nói khẽ anh đúng là tuyệt quá, không ngờ lại chọc thủng lốp của họ. Trương Đại Quan Nhân vẻ mặt vô tội, tôi không làm, chuyện này không liên quan tới tôi. Tôi còn tưởng rằng là cô làm. Trần Tuyết nhìn thấy vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc thì bất giác cũng ngây ra, anh không làm thì rốt cuộc là ai làm. Trương Đại Quan Nhân nói, đúng là kỳ quái, khi tôi vừa mới vào cửa thì thấy lốp xe vẫn nguyên, kỳ nhỉ, tôi sao không nghe ra một chút động tĩnh nào. Hai người đều cảm thấy chuyện vô cùng quỷ dị, phân công nhau tìm kiếm chung quanh, căn bản không tìm được bất kỳ người nào khả nghi ở gần đó. Quay trở lại trong viện, Trần Tuyết nói, xem ra Hương Sơn sẽ không còn yên tĩnh như xưa rồi. Trương Dương nói, tôi cũng muốn xem ai dám dỡ bỏ nơi này. Trần Tuyết nói, anh không thể ở kinh thành cả đời được, công tác ở công tác sẽ ra sao? Trương Dương nói, tôi ở thêm mấy ngày, chờ sau khi giải quyết xong chuyện này rồi mới đi. Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy bên ngoài có tiếng ô tô, Trương Dương vốn cho rằng là đám người của ban di rời quay lại, nhưng ra cửa thì thấy lại là Từ Kiến Cơ và Hồng Nguyệt đến. Từ Kiến Cơ cũng thấy hai chiếc xe bị thủng lốp đó, hắn ghé tới trước nhìn nhìn, nói với Trương Dương đang ra cửa đón, làm xong nhanh vậy à? Trương Dương nói, cám đám đuôi mù này không ngờ chạy tới đây đưa giấy thông chi cho tôi. Từ Kiến Cơ nói, tôi sớm anh sẽ không kiềm chế được cơn tức cho nên đặc biệt tới xem thế nào, không ngờ nhanh như vậy đã xung đột với ban di rời rồi. Hắn nhìn thoáng qua hai chiếc xe này rồi nói, những cái này đều là chiến tích quang vinh của anh đấy à? Trương Dương nói, tôi có làm đâu, tôi chưa tới mức đi làm cái loại chuyện này. Hồng Nguyệt là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Tuyết, nhìn thấy Trần Tuyết xinh đẹp như vậy, trong lòng không khỏi nghĩ nhiều, Trương Dương này đúng là hạng người một người phong lưu, mới làm giấy kết hôn với Sở Yên Nhiên xong đã đi thông đồng với một vị mỹ nữ khác rồi. Tính tình của Trần Tuyết xưa nay quái gở, nhìn thấy người lại thì chỉ lạnh lùng nói một câu, Trương Dương, anh tiếp khách đi nhé, tôi về trường. Trương Dương gật đầu, cũng không tiễn. Đợi cho sau khi Trần Tuyết rời đi rồi, Từ Kiến Cơ và Hồng Nguyệt hai người nhìn Trương Dương với ánh mắt là lạ. Trương Đại Quan Nhân cười nói, sao lại dùng loại ánh mắt này để nhìn tôi? Có chút không ổn. Hồng Nguyệt nói, anh không phải đã đính hôn với Yên Nhiên rồi ư? Trương Đại Quan Nhân nói, lại nghĩ đi đâu rồi phải không? Chẳng lẽ tôi đính hôn rồi thì ngay cả bạn khác giới cũng không được có à nhị ca, Hồng Nguyệt quản lý anh nghiêm khắc tới mức đó cơ à? Hồng Nguyệt nói, con người của tôi chính là quá rộng lượng, cho nên nhị ca anh mới luôn khi dễ tôi. Từ Kiến Cơ cười nói, sao lại kéo cả anh vào, huynh đệ, anh tốt với ai tôi không có ý kiến, đó chính là sinh hoạt cá nhân của anh, tôi tôn trọng. Hồng Nguyệt gắt, hai người các anh giống hệt nhau. Trương Dương nói, chuyện của hai vợ chồng anh chị đừng có kéo tôi vào, tôi tuyệt đối là điển phạm của nam nhân. Từ Kiến Cơ nói, đừng tự sướng nữa, không sợ bị trẹo lưỡi à, đi. Tìm chỗ nào đấy ăn cơm. Trương Dương nói, ăn luôn ở đây đi, tôi mang theo đồ ăn về mà. Hắn khi từ bên ngoài về quả thực đã mua không ít đồ ăn. Từ Kiến Cơ và Hồng Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, hai người đều bật cười. Trương Dương nói, tôi sao thấy hai vợ chồng anh chị cười có chút không có hảo ý. Từ Kiến Cơ nói, xem ra chúng ta tối nay đã quấy rồi một buổi tiệc trong ánh nến của người ta rồi. Trương Đại Quan Nhân cười nói, tiệc trong ánh nến cái gì? Đừng có ở chỗ này nói bậy en soi bạ nữa, tôi cũng không giấu gì hai người, gần đây tôi sẽ ở dây, tôi lo đám người của ban di rời đó nhân lúc tôi không chú ý, lại mang mấy cái xe ủi tới san bằng Hương Sơn biệt viện. Từ Kiến Cơ nói với Hồng Nguyệt, Tiểu Nguyệt, em đi giúp làm đồ ăn đi. Hồng Nguyệt biết hai huynh đệ bọn họ có chuyện muốn nói, Từ Kiến Cơ đây là cố ý đuổi mình đi, cô ta cười cười gật đầu, hai người nói chuyện đi, em đi nấu cơm. Từ Kiến Cơ nói, sao? Chuyện nhà đã có kết quả gì chưa? Trương Dương nói, nào có dễ dàng như vậy, tôi tới tìm Triệu Nhu Đình rồi, cô ta cũng rất nhiệt tình,
nhưng cuối cùng vẫn lực bất tòng tâm. Từ Kiến Cơ nói, chuyện này tuy rằng là trong phạm vi quản hạt của Triệu Thiên Nhạc, nhưng hắn chắc không tiện lên tiếng. Trương Dương nói, nhị ca à, việc này hình như không đơn giản. Chương 2197, nhạt như nước một. Từ Kiến Cơ không khỏi cười, huynh đệ, chuyện này ngay từ đầu tôi cảm thấy đơn giản, nhưng hiện tại xem như có chút minh bạch rồi, không đơn giản một chút nào cả, nếu chỉ đơn thuần là chuyện di rời thì tôi cũng có thể giúp cậu xử lý, nhưng chuyện này không đơn thuần là vậy. Trương Dương nói, nhị ca, anh đừng có vòng vo với tôi nữa, anh có được tin tức gì thì mau mau nói đi. Từ Kiến Cơ nói, cậu đừng có ở đây giả bộ hồ đồ với tôi, tuy rằng tòa trạch viện này đã thuộc về cậu. Nhưng dù sao cũng là chỗ ở cũ của Thiên Chỉ tiên sinh, trong kinh thành phàm là người có chút kiến thức, ai chẳng biết Văn Phu Nhân là đệ tử của Thiên Chỉ tiên sinh. Thôi thì tạm thời không nhắc tới chuyện địa vị của Thiên Chỉ tiên sinh trong giới thư pháp, chỉ cần tầng quan hệ này của Văn Phu Nhân, ai dám dễ dàng động tới tòa trạch viện này. Ban di rời của một khu vực không ngờ dám chạy tới cửa hạ thông chi di rời ư. Trương Dương nói, chuyện này không liên quan tới mẹ nuôi của tôi, càng không liên quan tới Thiên Chỉ tiên sinh, hiện tại là chuyện của tôi. Ai muốn dỡ bỏ Hương Sơn biệt viện này thì chính là không cho tôi mặt mũi, chuyện này chính là nhằm vào tôi mà có. Từ Kiến Cơ nói, thằng nhóc cậu đúng là, tôi hiện tại xem như minh bạch rồi, thật ra cậu hiểu rõ cả, chỉ là ở đây giả ngu, liều mạng đem chuyện này hắt lên người mình. Trương Dương nói, anh minh bạch cái gì? Tôi chả hiểu gì cả. Từ Kiến Cơ nói, huynh đệ, chuyện này nói phức tạp thì rất phức tạp, nói đơn giản thì cũng rất đơn giản, chỉ cần Văn Phu Nhân ra mặt thì tôi không tin có người dám không cho nể mặt mũi bà ta. Trương Dương nói, tôi không thể chuyện gì cũng lôi mẹ tôi ra được. Từ Kiến Cơ nói, còn vòng vo với tôi à, chuyện này căn bản không phải là nhằm vào cậu, ai mà không rõ vở này chính là diễn cho Văn gia xem. Huynh đệ, tôi không nhìn lầm đâu, cậu chính là nhân nghĩa, đừng có nói với tôi rằng là người khác nhằm vào cậu. Có người đang nhằm vào Văn gia, mà Văn gia thì không tiện tỏ thái độ trong chuyện này, đổi thành người khác thì đã sớm đi rồi, việc gì phải kiên trì gánh lấy cái chuyện này, nhưng cậu thì khác, cậu không những không, cậu còn ôm chặt tất cả chuyện này lên người mình, cậu không phải giữ Hương Sơn biệt viện mà là đang giữ mặt mũi cho Văn gia. Trương Dương không khỏi bật cười, nhị ca, anh nói như vậy thì tôi thấy mình vĩ đại quá. Tôi nghĩ tí đã, hình như đạo đức của tôi không tốt tới mức đó. Từ Kiến Cơ nhìn chung quanh trạch viện rồi nói, cậu biết lai lịch của tòa trạch viện này không? Trương Dương không nói gì, từng được nghe nói một chút, nhưng không tính là tường tận. Từ Kiến Cơ nói, khu đất này là lúc trước chính phủ đặc biệt cấp cho Thiên Chỉ tiên sinh thì không sai, nhưng tòa trạch viện này lại là Hà Trường An bỏ vốn dựng lên. Vấn đề chính là ở đây, Thiên Chỉ tiên sinh là thế ngoại cao nhân, theo lý thì sẽ không quen loại thương nhân thế tục như Hà Trường An. Trương Dương cười cười. Hắn không ủng hộ lời bình này của Từ Kiến Cơ dành cho Hà Trường An, Hà Trường An tuy rằng là thương nhân, nhưng không hề thế tục. Trong mắt Từ Kiến Cơ, Hà Trường An từ tầng dưới xã hội đi lên có khác biệt về căn bản với loại con cháu xuất thân dòng dõi quan lại như Chu Hưng Dân. Hắn cho rằng khởi điểm và tu dưỡng của bọn họ cao hơn Hà Trường An nhiều. Hà Trường An chỉ là sản phẩm đặc biệt của một thời đại, nhóm người này dựa vào sự không hiểu về chính sách của đa số người dòng thời kỳ mới mở cửa mà đi trước thời đại. Từ đó làm giàu nhanh chóng, những người này vừa hay chạy đúng lúc. Cách nhìn này của Từ Kiến Cơ cũng đại biểu cho quan điểm của một bộ phận rất lớn người của thế hệ này của bọn họ. Từ Kiến Cơ nói, tôi thông qua một số quan hệ nghe ngóng được, lúc trước Hà Trường An quen Thiên Chỉ tiên sinh là Văn Phu Nhân giật dây bắc cầu. Hà Trường An bỏ vốn xây dựng tòa trạch viện này cho Thiên Chỉ tiên sinh cũng không phải không ràng buộc, mà là xin Thiên Chỉ tiên sinh viết một bức tranh chữ cho hắn. Bốn chữ đó là thiện tâm vĩnh hằng. Về sau Hà Trường An lấy hai chữ trong đó ra ở Yến Tây đầu tư xây dựng một tòa trung tâm thương vụ hằng vĩnh. Trương Dương nói, thư pháp của Thiên Chỉ tiên sinh là vật báu vô giá, cho dù Hà Trường An dùng một tòa trạch viện để đổi thì cũng không có gì. Từ Kiến Cơ nói, trong chuyện này quả thực không có vấn đề gì, vốn người khác cũng không có gì để nói. Nếu Hà Trường An không bởi vì đút lót và buôn bán trái phép mà xảy ra chuyện thì chỉ sợ chẳng ai đi tập trung sự chú ý đến cái chuyện cũ rích này. Nhưng Hà Trường An lại xảy ra chuyện, mà quan hệ của hắn và Văn gia tự nhiên lại lọt vào trong tầm mắt của rất nhiều người. Trương Dương nói, Hà Trường An làm kinh thương nhiều năm, quan viên có quan hệ chặt chẽ với hắn chỉ sợ nhiều không đếm xỉa, vì sao lại tập trung sự chú ý vào Văn gia? Từ Kiến Cơ nói, Hà Trường An và Hương Sơn biệt viện cũng không phải là trọng điểm, người hy vọng thông qua điều tra hắn để có thể liên lụy đến Văn gia.
Trương Dương nói, cha nuôi tôi thành chính liêm minh, không ngờ có muốn hắt nước bẩn lên người ông ta. Từ Kiến Cơ nói, nhân tính chính là như vậy, một khi phát sinh xung đột lợi ích thì có một số người sẽ không từ thủ đoạn, cho dù Văn gia trong chuyện của Hà Trường An không thẹn với lương tâm, nhưng Hà Trường An có vấn đề, rất nhiều người tất nhiên sẽ hoài nghi Văn gia, mà điều tra đối với Hà Trường An kéo dài càng lâu thì ảnh hưởng đối với Văn gia sẽ càng lớn, bất kể Văn gia cuối cùng có thể làm sáng tỏ chuyện này hay không, chuyện của Hà Trường An tất nhiên vẫn sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu tới bọn họ. Trương Dương gật đầu, những lời này của Từ Kiến Cơ quả thực có đạo lý, hắn nhẹ giọng thở dài, trên thế giới này lòng người mới là thứ hiểm ác nhất. Từ Kiến Cơ nói, huynh đệ, thần tiên đánh nhau, luôn sẽ làm bị thương tới phàm nhân, người khác gặp loại chuyện này thì trốn còn không kịp, ai lại đi chủ động xông lên dính vào, cậu đúng là khiến tôi có chút nhìn không thấu. Trương Dương nói, nhưng chuyện này có liên quan tới tôi. Từ Kiến Cơ nói, cậu kiên trì ở tại chỗ này khẳng định sẽ có liên quan. Nếu cậu vỗ mông bỏ chạy lấy người thì liên quan quái gì tới cậu? Trương Dương nói, chuyện có lẽ thực sự phức tạp như lời anh nói, nhưng đa số chỉ nhìn mặt ngoài, trong mắt bọn họ, hiện tại tòa Hương Sơn biệt viện này là của tôi, lúc trước Thiên Chỉ tiên sinh đã tặng cho tôi tòa trạch viện này, ở trên tay tôi còn chưa được mấy năm, hiện tại sắp bị người ta hủy đi, Trương Dương tôi không ngẩng đầu lên được, cho nên tôi còn đã quyết định rồi, chuyện của Hương Sơn biệt viện tôi quản chắc rồi, ai dám động tới một hòn đá một viên gạch của nơi này thì chính là đang gây khó dễ cho tôi. Từ Kiến Cơ nói, cậu đúng là. Lúc này Hồng Nguyệt đã làm cơm xong, ra gọi họ đi ăn cơm. Từ Kiến Cơ nói, ăn ở bên ngoài nhé, bên ngoài mát hơn. Hồng Nguyệt đi vào trong phòng bếp mang đồ ăn đã làm xong rồi ra, Trương Dương thì vào trong nhà lấy ra hai bình mao đài, sau khi mấy chén rượu vào bụng, nói, huynh đệ. Trong chuyện này, tôi không thể ra mặt được. Trương Dương nói, tôi minh bạch, Từ Kiến Cơ tất nhiên là đứng ở bên mình, nhưng sau lưng Từ Kiến Cơ còn có toàn bộ gia tộc, nếu hắn Cờ Xí Tiên Minh đứng ở phía mình sẽ khiến cho người khác cảm thấy Từ gia đang ủng hộ Văn gia. Chính trị là phi thường mẫn cảm, cho dù Từ Kiến Cơ trên tình cảm rất thân với Trương Dương, nhưng ý tứ của hắn cũng không thể đại biểu cho quyết định của gia tộc. Chương 2198, nhạt như nước 2. Từ Kiến Cơ cầm chén rượu lên nói, huynh đệ, chén cơm chính trị này không dễ ăn tí nào, biết tôi vì sao lựa chọn kinh thương mà rời xa chính trị không? Chính là chán ghét sự đấu đá trong đó, người hoàn toàn có thể sống thoải mái một chút, việc gì phải mệt như vậy? Trương Dương mỉm cười nói, có những lúc đấu với người ta cũng vui lắm. Văn Quốc Quyền và Phó Hiến Lương sau cuộc họp nội bộ lần này thì gặp nhau, hai người vừa hay đi cùng một chỗ, ánh mắt gặp nhau, đều cười cười. Văn Quốc Quyền nói, Hiến Lương, gần đây tới Tây Bộ điều tra nghiên cứu thế nào? Có vất vả không? Phó Hiến Lương cười ha ha, nói Quốc Quyền huynh vừa rồi khẳng định đã thất thần, tôi làm một báo cáo hơn 20 phút mà anh không chú ý nghe ư. Ngoài miệng thì oán giận, nhưng vẻ mặt thì ấm áp như gió xuân. Hai người trong lòng đều minh bạch, trước nhiệm kỳ mới sang năm, giữa bọn họ tất nhiên tồn tại một hồi cạnh tranh tàn khốc, ấn tượng mà Văn Quốc Quyền tạo cho người ta là cường thế và tràn ngập quyết đoán. Từ đó để lại ấn tượng cường ngạnh mà thiếu thân thiện đối với rất nhiều người, nhưng cao tầng cơ hồ nhất trí công nhận năng lực quản lý chính trị của y, nhất là về phương diện cải cách kinh tế, Văn Quốc Quyền vẫn luôn có chính tích ưu tú. So sánh với sự cường thế của Văn Quốc Quyền, ấn tượng Phó Hiến Lương tạo cho đa số người chính là ôn nhuận như, bề ngoài và điệu bộ của hắn giống như một thư sinh, nho nhã có thừa mà cường thế thì không đủ. Trong mấy năm trước đây, Phó Hiến Lương nắm nông nghiệp, hắn làm việc giản dị khiêm tốn, có thể hòa mình với cán bộ cơ sở, mấy năm nay theo sự công nhận và ủng hộ của lão đồng chí đối với hắn, Phó Hiến Lương cũng rất nốt bật trong mấy người chức phó, thanh danh trong bất chi bất giác đã đuổi kịp Văn Quốc Quyền. Hiện tại cơ hồ có thể chạy song song với Văn Quốc Quyền. Hơn nữa hắn so với Văn Quốc Quyền thì trẻ tuổi hơn, điều này khiến cho Văn Quốc Quyền cũng cảm thấy áp lực không nhỏ. Văn Quốc Quyền cười nói, Hiến Lương quả nhiên là mắt sáng như đuốc, tôi mấy hôm nay có chút mệt mỏi, vừa rồi quả thực có chút thất thần. Phó Hiến Lương nói, Quốc Quyền huynh phải chú ý tới sức khỏe, về sau chúng tôi còn cần sự lãnh đạo của anh. Văn Quốc Quyền thở dài, già rồi. Phó Hiến Lương cười nói, lời này tôi không ủng hộ, anh chỉ lớn hơn tôi có một tuổi, tinh lực so với tôi còn tràn đầy hơn. Văn Quốc Quyền cười nói, anh đúng là khiêm tốn, vĩnh viễn đều như vậy. Phó Hiến Lương nói, tôi cũng muốn thỉnh thoảng kiêu ngạo một chút, nhưng cẩn thận ngẫm lại, mình quả thực không có gì đáng để kiêu ngạo. Hai người đều bật cười. Văn Quốc Quyền nói, đi, cùng nhau đi uống chén trà. Phó Hiến Lương nói, được,
dù sao tôi buổi tối cũng không có việc gì, tới Lục Trúc Hiên nhé. Đối thủ trong phản ứng đầu tiên trong lòng rất nhiều người là kẻ địch, nhưng là đối thủ cũng có thể là bằng hữu. Văn Quốc Quyền và Phó Hiến Lương từng là bằng hữu rất tốt, đương nhiên đó là vào mấy năm trước, theo hai người đều tiến vào Quốc vụ viện, theo biến hóa vị trí của hai người, thanh danh tăng lên, trao đổi giữa bọn họ cũng trở nên càng lúc càng ít, bọn họ đều đổ lỗi cho công tác bận rộn, nhưng trong lòng mỗi người đều minh bạch, khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng xa, không phải bọn họ thật lòng muốn vậy, mà là thời thế đưa đẩy. Văn Quốc Quyền cầm chén trà màu thiên thanh lên, ngửi hương thơm của trà long tĩnh, nói khẽ chúng ta đã một đoạn thời gian rồi không ngồi cùng một chỗ uống trà với nhau. Phó Hiến Lương cảm thán nói, đúng vậy, công tác càng lúc càng bận, chúng ta tuy rằng ở cùng một bộ môn, cũng thường xuyên gặp mặt, nhưng cơ hội ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm thì càng lúc càng ít. Văn Quốc Quyền nói, thân bất do kỷ, chị dâu anh thường nói, trong nhà hình như cũng mất một người là tôi rồi, tôi đã biến thành một ký hiệu, bình thường rất ít có cơ hội trao đổi với người nhà. Phó Hiến Lương nói, cũng vậy thôi. Trong nhà của tôi cũng tiếng oán than dậy đất, bọn họ hy vọng nhất chính là tôi sớm ngày về hưu. Văn Quốc Quyền mỉm cười nói, anh còn trẻ, con đường còn dài. Phó Hiến Lương mỉm cười nói, đường đẳng còn dài, có anh làm bạn cùng tiến tới. Văn Quốc Quyền cười nói, kể ra chúng ta thực sự đã làm bạn không ít năm rồi. Phó Hiến Lương nói, con đường trong tương lai còn dài, còn cùng nhau đi tiếp mà, còn phải phát huy hết ánh sáng và nhiệt cho công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa mà. Vẻ mặt của hai người vẫn bình thản như nước, tốc độ nói chuyện cũng không nhanh không chậm. Văn Quốc Quyền nói, gần đây tôi thường xuyên có cảm giác lực bất tòng tâm. Phó Hiến Lương nói, gặp chuyện gì không hài lòng ư? Văn Quốc Quyền nói, cũng không có gì là không, chỉ là cảm thấy mình mà còn có nhiều hùng tâm tráng trí như trước đây nữa, trước đây luôn nghĩ sẽ làm gì. Hiện tại đa số thời gian lại suy nghĩ, tôi còn có gì chưa làm, tôi còn chuyện gì chưa làm tốt hay không? Anh nói xem tôi đây có phải là một loại tổng hợp về hưu hay không? Phó Hiến Lương nói, theo tôi thấy, Quốc Quyền huynh yêu cầu đối với bản thân quá cao, làm việc muốn gắng đạt tới hoàn mỹ, tôi cảm thấy thực sự rất bội phục. Văn Quốc Quyền cười nói chuyện với anh luôn khiến cho người ta cảm thấy rất sung sướng. Phó Hiến Lương nói, áp lực công tác của chúng ta thật ra phi thường lớn, cho nên điều tiết bản thân là rất quan trọng, tôi hiện tại làm việc nhiều là phải đi đánh cầu lông, bóng bàn gì đó. Thân thể của chúng ta đã sớm không còn là của bản thân chúng ta, ở trên ý nghĩa nào đó thì cũng là tài sản được quốc gia bảo hộ. Văn Quốc Quyền nói, Hiến Lương, của anh càng ngày càng tốt, tôi gần đây thì gặp không ít chuyện phiền lòng. Phó Hiến Lương nói, tôi cũng có nghe nói một chút, có người ở đang lấy một số chuyện cũ năm xưa ra chế tạo phiền toái. Văn Quốc Quyền nói, tôi cũng không phải là người sợ phiền toái, chỉ là có chút ảnh hưởng tới người nhà, tôi cảm thấy vô cùng áy náy. Những người như chúng ta, một lòng nhào vào công tác, vốn đã lạnh nhạt với người nhà không có được nhiều sự quan ái từ chỗ chúng ta rồi, giờ lại bởi vì chúng ta mà gặp phải phiền toái, ngẫm lại, tôi là một người chồng không đủ tư cách, cũng không phải là một người cha đủ tư cách. Phó Hiến Lương nói, con người thường thường chính là như vậy, giữa công tác và gia đình tất nhiên sẽ tồn tại mâu thuẫn, có thể làm được như anh đây đã là rất không dễ dàng rồi, phương diện này tôi so với anh thì cũng chẳng tốt hơn tí nào. Văn Quốc Quyền nói, thật ra chúng ta cũng rất trọng thị người nhà. Phó Hiến Lương gật đầu nói, nếu có người thương tổn tới người nhà, khẳng định sẽ bất chấp mọi giá để bảo vệ họ. Văn Quốc Quyền vốn định nói câu này thì lại bị Phó Hiến Lương nói trước, im mỉm cười, tôi cũng vậy. Phó Hiến Lương cầm chén trà lên uống một ngụm, Quốc Quyền huynh, trong lòng tôi, anh Thủy Chung là đại ca mà tôi tôn kính. Văn Quốc Quyền nhìn vào Phó Hiến Lương. Nói khẽ anh chẳng lẽ chưa bao giờ coi tôi là đối thủ của anh ư? Phó Hiến Lương nói, chúng ta trên rất nhiều chính kiến quả thực có bất đồng, nhưng cái này không ảnh hưởng tới tình bạn của chúng ta. Một chuyện đồng dạng, chúng ta sẽ không có cùng phương pháp giải quyết, ngay cả tôi cũng không biết phương pháp của ai tốt hơn. Văn Quốc Quyền cười nói, cho nên anh rất kiên trì. Chương 2199, nhạt như nước ba. Phó Hiến Lương gật đầu nói, anh cũng là người kiên trì với ý kiến của bản thân, chúng ta giữa chúng ta khẳng định sẽ không có cùng ý kiến. Văn Quốc Quyền nói, đây là sự chia rẽ. Phó Hiến Lương nói, chia rẽ thì sao? Cho dù có tranh chấp thì cũng là tranh chấp giữa quân tử, sẽ không ảnh hưởng tới tình cảm của chúng ta. Đây đã là lần thứ hai hắn cường điệu những lời này. Văn Quốc Quyền đặt chén trà xuống, Phó Hiến Lương cầm ấm trà rót cho y, Văn Quốc Quyền cầm chén trà ấm lên. Nói, người khêu ra chuyện từ hơn 10 năm trước,
chọc ngoáy chuyện tôi kết giao với Hà Trường An. Phó Hiến Lương nói, tôi tin anh, một người có tín niệm kiên định và mục tiêu rõ ràng sẽ không bị cái lợi trước mắt làm lay động, trên đời này thứ thực sự vô giá chính là tín niệm. Văn Quốc Quyền nói, rất nhiều chuyện phát triển đến cuối cùng lại không chỉ là chuyện giữa hai người, chung quanh có rất nhiều người sẽ trợ giúp, tựa như lốc xoáy trong nước, khi anh ở trung tâm, sẽ có dòng nước không ngừng gia nhập, đến cuối cùng anh thậm chí không thể phân rõ anh đang thao túng dòng nước hay là dòng nước đang thao túng anh. Phó Hiến Lương nói khẽ có những lúc chúng ta không thể nắm chắc. Bất kỳ ai cũng đều sẽ sinh ra cảm giác thân bất do kỷ, Trương Đại Quan Nhân cũng vậy. Hắn vốn nên cùng Yên Nhiên tới Đông Giang. Nhưng đột nhiên lại có chuyện xảy ra, khiến hắn không thể không lưu lại, tuy rằng mẹ nuôi từ đầu đến cuối không hề nói một câu nào về Hương Sơn biệt viện, nhưng hắn vẫn rất kiên định và hiểu rõ mình muốn làm gì. Có thể nói sau khi nói chuyện với Kiều Lão, hắn đã quyết định, nếu Trường Phong Ba này nhắm vào Văn Gia, thân là con nuôi của Văn Quốc Quyền và La Tuệ Ninh, hắn phải phân ưu với họ, suy nghĩ của Trương Đại Quan Nhân chính là chia sẻ hỏa lực, tuy rằng chuyện vô cùng phức tạp như lời Từ Kiến Cơ nói. Nhưng Trương Đại Quan Nhân phớt lờ tất cả thành phần phức tạp, xử lý chuyện này với phương pháp đơn giản nhất, không gì ngoài chuyện dỡ nhà, nhưng chủ nhà là tôi, ai muốn dỡ nhà thì chính là gây khó dễ cho tôi. Sau khi Từ Kiến Cơ rời khỏi không lâu thì liền nhìn thấy có xe tới đây, xe là đám người của ban di rời Tây Kinh tìm đến, có điều những người đó của ban di rời lại không dám đến, lần này là thợ sửa xe tới, có mang theo bánh xe, chuẩn bị đổi lốp rồi đi. Nhưng bọn họ đổi lốp xe mới phát hiện hai chiếc xe đã bị dùng xích sắt nối lại, buộc mấy vòng vào cây đại thụ trước cửa, cho dù bọn họ có thay lốp xe thì cũng chịu không thể lái xe đi được. Mấy người bất lực, vẻ mặt đau khổ đến gõ cửa. Trương Đại Quan Nhân ra mở cửa, tức giận nói, gì thế hả? Đại ca, xe đó là anh khóa à? Phiền anh mở ra, chúng tôi lái xe đi. Trương Dương nói, không được, muốn mang xe đi thì bảo lãnh đạo của các anh tới. Sau đó Trương Đại Quan Nhân đóng cửa cái rầm. Đám sửa xe đành chịu, chỉ có thể đến thế nào thì về như thế. Ban di rời Tây Kinh đã nổ tung nồi, phải nói rằng Điền Hương Nhân cũng không phải là người đứng đầu ban di rời, hắn là chủ nhiệm, lần này dẫn đội tới Hương Sơn biệt viện Hạ Thông Chi, chẳng những bị đánh, hơn nữa hai chiếc xe đều bị giữ lại, có thể nói ban di rời Tây Kinh từ ngày thành lập tới nay chưa bao giờ phải chịu ủy khuất lớn như vậy. Điền Hương Nhân vẻ mặt ủ rột tới văn phòng chủ nhiệm. Chủ nhiệm tên là Nhạm Tòng Phong, cũng là thân thích của một vị quan viên nào đó của thị lý, nghe Điền Hưng Nhân kể lại từ đầu tới đuôi xong thì cũng có chút phát hỏa, có điều hắn cũng hiểu rõ bối cảnh của biệt viện, trước tiên an ủi Điền Hưng Nhân vài câu, chờ hắn sau khi ra ngoài thì mới gọi điện thoại xin chỉ thị, gọi điện thoại xong, Nhậm Tòng Phong rõ ràng vững dạ hơn, hắn ngay sau đó mở hội nghị khẩn cấp. Đề tài thảo luận trên hội nghị tất nhiên chính là Hương Sơn biệt viện, Nhạm Tòng Phong ở trước mặt mọi người tuyên bố. Thị lý đã hạ mệnh lệnh, đối với loại hành vi ngang nhiên đối kháng với pháp lệnh của chính sách quốc gia và ấu đả nhân viên chính phủ quốc gia này quyết không thể nuông chiều, hôm nay sẽ đem vấn đề của Hương Sơn biệt viện ra làm điển hình, hôm nay sẽ giải quyết vấn đề này. Hội nghị họp xong, Điền Hưng Nhân chạy tới văn phòng của Nhạm Tòng Phong, chủ nhiệm Nhậm, chuyện này ngài giao cho người khác đi, tôi chịu. Nhậm Tòng Phong nói, anh sao mà chịu, bình thường trong ban di rời của chúng ta tôi tín nhiệm anh nhất. Năng lực công tác của anh cũng là mạnh nhất, anh là đảng viên ưu tú của ban di rời chúng ta, gặp vấn đề, xông lên tuyến đầu đương nhiên chính là anh, đồng chí Hưng Nhân à, anh nhất định phải quý trọng cơ hội lần này, đó là một nhiệm vụ quang vinh mà gian khổ đó. Điền Hưng Nhân vẻ mặt đau khổ nói, chủ nhiệm Nhậm à, ngài là không thấy tình huống hôm nay thôi, 7 người chúng tôi cũng không khống chế được hắn, thằng ôn đó chẳng những không phân rõ phải trái hơn nữa còn đánh nhau cực giỏi. Nhậm Tòng Phong tận tình khuyên bảo, đảng viên chúng ta không thể dùng võ lực để giải quyết vấn đề, chúng ta phải lấy ý phục người. Nhưng hắn căn bản không giảng đạo lý. Hắn không phải là bí thư thị ủy Tân Hải ư hắn nếu không phối hợp công tác. Tôi sẽ phản ánh hành vi sai lầm này của hắn tới lãnh đạo thượng cấp của hắn. Điền Hưng Nhân thở dài nói, chủ nhiệm Nhậm, ngài chẳng lẽ không biết bí thư tỉnh ủy Bình Hải là bố vợ hắn à? Phó thủ tướng Văn của chúng ta thì là cha nuôi của hắn. Nhậm Tòng Phong sao lại không biết, làm quan ở Kinh Thành, đừng nói chỉ là một quan nhỏ, trước khi làm bất kỳ chuyện gì cũng phải tra rõ thân phận bối cảnh của đối phương đã. Thân phận bối cảnh của Trương Dương hắn đã sớm nắm rõ, nhưng Nhậm Tòng Phong biết rõ thằng ôn này không dễ chọc mà vẫn có gan đi sờ đít hổ là cũng có nguyên nhân rất đơn giản, hướng nói với Điền Hưng Nhân, lần này thái độ của thái độ rất kiên quyết,
quy hoạch tương lai của cảnh khu là một trong những công trình trọng điểm của Đại hội Đảng lần thứ 10, liên quan tới hình tượng cảnh khu tương lai của thành phố chúng ta, Hương Sơn Biệt Viện đã bị thị lý điển hình, lãnh đạo thành phố đặc biệt cường điệu. Nhất định phải mau chóng nhổ cái đinh này ra, chỉ có nhổ cái đinh này đi thì công tác của người khác mới làm được, nếu không nhổ được cái đinh này, người dân sẽ sinh ra tâm lý chống đối, sẽ bắt chước nhau, như vậy công tác di dời của chúng ta sẽ trì trệ không tiến. Điền Hưng Nhân nghe mà không hiểu gì, những lời này của Nhậm Tòng Phong hắn nghe quen lắm rồi, trong công tác di dời của bọn họ cũng thường xuyên gặp phải chuyện như vậy, nhưng lần này thì khác, trong phạm vi xác định di dời của thị lý chỉ có một tòa kiến trúc là Hương Sơn Biệt Viện, cái gì mà bắt chước nhau? Cái gì gọi là công tác của người khác mới làm được? Chung quanh đến một bóng quỷ cũng chả có. Điền Hưng Nhân nói, chủ nhiệm Nhậm à, tôi cảm thấy chuyện này không dễ làm, không khéo sẽ đắc tội với người ta. Nhậm Tòng Phong nghĩ thầm ai chẳng biết sẽ đắc tội với người ta. Nếu thực sự là cơ hội lập công thì chẳng lẽ tôi lại dành cho anh? Cười nói, đồng chí Hưng Nhân, chúng ta làm công tác của đảng thì không thể kén cá chọn canh được, cũng không thể trần trừ, Trương Dương có chút bối cảnh thì không sai, nhưng thái tử phạm pháp đồng tội với thứ dân, hắn chỉ là một cán bộ cấp ban huyện, thực sự coi mình ghê lắm ư. Chương 2200, gió tanh 1. Điền Hưng Nhân nghĩ thầm anh nói dễ nghe nhỉ. Loại chuyện cố hết sức mà không được lòng này sao lại bắt tôi đi làm? Anh sao không tự mình dẫn đội đi? Điền Hưng Nhân nói, nhưng vạn nhất chuyện này khiến Văn Gia biết được. Trong lòng Điền Hưng Nhân, Văn Gia chính là tồn tại cao không thể với. Nhậm Tòng Phong cười ha ha nói, Phó Thủ tướng Văn ở độ cao gì chứ? Anh cho rằng y sẽ để ý tới loại chuyện này ư? Tôi tin rằng y sẽ giải quyết việc chung, nếu y biết chuyện của Trương Dương thì cũng sẽ không đồng ý. Hưng Nhân à! Cấp trên đã hạ nhiệm vụ cho chúng ta, nhất định phải mau chóng vấn đề nhà ở đó, anh đi mau đi, cố gắng làm tốt công tác tư tưởng cho hắn. Điền Hưng Nhân không khỏi có chút nóng mặt, quả thực người ta sẽ không chú ý tới một nhân vật nhỏ như hắn, hắn nói khẽ chủ nhiệm Nhậm à, nếu có thể làm thông công tác tư tưởng cho hắn thì chúng tôi sao lại bị hắn đuổi ra khỏi cửa. Đến bây giờ hai chiếc xe của ban di rời chúng ta còn đang bị xích ở cửa kia kìa, thằng Ôn này có còn là cán bộ quốc gia không? Tôi thấy hắn căn bản chính là cường đạo, một tên cường đạo không thông tình lý. Nhậm Tòng Phong nói, đồng chí Hưng Nhân, nếu hắn không nghe lời khuyên bảo thì khi cần thiết chúng ta chỉ có thể áp dụng một số thủ đoạn tất yếu, tôi tin anh có năng lực giải quyết chuyện này. Nói tóm lại Nhậm Tòng Phong đã hạ quyết tâm giao cho Điền Hưng Nhân. Điền Hưng Nhân cũng hiểu rõ mục đích của Nhậm Tòng Phong, hắn có chút buồn bực nói, chủ nhiệm Nhậm, tôi chỉ là có chút không rõ, vì sao cứ phải dỡ biệt viện đó, cả một cảnh khu to như vậy. Chẳng lẽ thực sự không dung được tòa trạch viện này ư? Nhậm Tòng Phong nói, anh đừng hỏi tôi cũng nghĩ không thông, nói tóm lại là lãnh đạo thượng cấp bảo chúng ta làm gì thì chúng ta làm cái đó, chúng tôi phải chấp hành nhiệm vụ mà lãnh đạo giao, bọn họ bảo dỡ thì chúng ta phải đi dỡ. Điền Hưng Nhân nói, Trương Dương không dễ chọc đâu, vạn nhất hắn muốn dùng bạo lực để đối kháng thì làm sao bây giờ? Nhậm Tòng Phong nói, cứ dựa theo trình tự mà tiến hành, trước làm thế nào thì nay cũng vẫn vậy. Điền Hưng Nhân nói, tôi cảm thấy, hiện tại lấy danh nghĩa của ban di rời thì không tiện ra mặt, phải thay đổi sách lược một chút. Nhậm Tòng Phong cười nói, kinh nghiệm của anh về phương diện này chắc rất phong phú. Trương Đại Quan Nhân cẩn thận mấy cũng có sai sót, trước khi đi thị sát quay chung quanh Hương Sơn Biệt Viện thì phát hiện có một chỗ tường vây bị người ta dùng vôi viết mấy chữ thật to, nhìn những chữ đó, Trương Đại Quan Nhân thật sự là dở khóc dở cười, nếu thiên chỉ tiên sinh trên trời có linh. Nhìn thấy có người ở chỗ ở cũ của ông ta khoe khoang thư pháp, hơn nữa viết một dòng chữ sứt sẹo như vậy thì chỉ sợ sẽ nổi trận lôi đình. Trương Dương lấy thùng nước ra tẩy hàng chữ đó, giờ đã là 11 giờ tối, bên ngoài cũng không có động tĩnh gì, rừng núi hoang vắng, chắc đám người của ban di rời sẽ không nhàm chán đến mức tới thăm vào lúc này. Trương Đại Quan Nhân tính toán ngày mai nên ứng đối với phiền toái có thể sẽ tới như thế nào, hắn đi tắm, khi đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi thì Sở Yên Nhiên gọi điện thoại tới. Hỏi tình huống tiến triển của sự việc, Trương Dương nói lại tình huống của phát sinh, Sở Yên Nhiên bật cười khanh khách. Trương Đại Quan Nhân nói, em cười cái gì? Chỗ tôi lửa cháy đến nơi rồi, em không ngờ còn cười được, ôi, quả nhiên ứng với câu nói kia. Câu nói gì? Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, khi tai vạ tới thì mặc ai người nấy bay. Sở Yên Nhiên gắt, anh lại nói hưu nói vượt, em vốn chuẩn bị cùng chung hoạn nạn, đồng cam cộng khổ với anh, nhưng bà ngoại em bắt em đi cùng. Hơn nữa cha em nói chuyện này tốt nhất để anh tự giải quyết, em không thể nhúng vào, nếu em nhúng vào thì càng thêm loạn.
Trương Dương đương nhiên minh bạch đạo lý này, Tống Hoài Minh từ sớm đã nhìn ra sau lưng chuyện này tồn tại như thế nào, y sẽ không tiến hành công khai tỏ thái độ chuyện này, cho nên Yên Nhiên là con gái tôi thì tốt nhất cũng nên phân rõ giới hạn với chuyện này. Trương Dương nói, Yên Nhiên, bên này chắc còn phải lằng nhằng mấy ngày nữa, anh không thể lập tức trở về với em được. Sở Yên Nhiên cười nói, không cần anh tiếp, em ở Đông Giang có cả đống người thân, toàn là bàn chuyện nhà, anh tới cũng không tiện, chờ anh xong việc ở đó rồi thì em sẽ trực tiếp tới Tân Hải, bà ngoại muốn qua đó chơi. Trương Dương nói, được, anh sẽ nhanh chóng xử lý xong chuyện này. Sở Yên Nhiên nói, làm việc của anh đi, cha em bảo em đừng làm phiền anh. Trương Dương không khỏi bật cười, ông ấy còn nói gì nữa. Sở Yên Nhiên nói, không nói gì cả, nói là bảo em bớt nhúng vào chuyện công tác của anh thôi. Trương Đại Quan Nhân nghĩ thầm, không phải Nhạc Phụ Đại Nhân không cho Sở Yên Nhiên nhúng vào, mà là bản thân y không muốn nhúng vào chuyện này thật sự là rất mẫn cảm, nếu ai nhúng vào không khéo sẽ thành vấn đề xếp đội, Trương Đại Quan Nhân không sợ xếp đội, thật ra cán bộ cấp bậc như hắn bất kể đứng ở bên nào thì người khác cũng sẽ không chú ý. Hắn vẫn chưa tới mức được đại nhân vật chú ý. Sở Yên Nhiên dặn dò, anh xử lý chuyện nhất định phải bình tĩnh, chú ý tới phương thức và phương pháp, đừng cứ động chút là chọn dùng thủ đoạn bạo lực. Trương Dương nói, yên tâm đi, anh hiện tại đã có vợ rồi, đâu có giống như thằng nhóc trẻ con trước kia. Em yên tâm, anh cẩn thận. Sở Yên Nhiên nói, anh nếu có thể thay đổi mới là lạ đó, có điều, câu nói vừa rồi của anh rất đúng, hiện tại trước khi làm bất cứ chuyện gì cũng phải nghĩ tới em đã. Trương Dương cười nói, biết rồi. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, mới lưu luyến không rời gác điện thoại. Trương Đại Quan Nhân vừa mới lên giường thì liền nghe thấy bên ngoài truyền đến động tĩnh rất nhỏ. Đêm khuya vốn đã yên tĩnh, hơn nữa Trương Đại Quan Nhân thính lực hơn người. Lập tức cảm thấy được gì đó, hắn lặng lẽ xuống giường, chẳng lẽ ban di rời nhân lúc trời tối áp dụng hành động với mình ư? Trương Đại Quan Nhân cầm lấy một cái cán chổi, không cho đám người này một bài học thì bọn họ không biết sự lợi hại của mình. Hắn còn chưa đi ra cửa phòng thì liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng lách cách, thì ra là có người từ bên ngoài ném đá vào, một khối trong đó vừa hay trúng cửa sổ, làm vỡ kính. Trương Đại Quan Nhân thật sự là giận tím mặt, hét lớn một tiếng, mở cửa phòng rồi liền xông ra ngoài, bên này vừa mới ra khỏi cửa thì liền nghe thấy tiếng khởi động xe máy, hai chiếc xe máy mỗi chiếc chở hai người, giống như bay phóng xuống hướng sơn. Trương Đại Quan Nhân cũng không đuổi theo, hắn cầm đèn pin chiếu chiếu chung quanh. Nhìn thấy trên tường vây lại có thêm dòng chữ được viết bằng sơn trắng, Trương Đại Quan Nhân thực sự có chút sở khóc sở cười, không ngờ đám người của ban di rời này thật đúng là có chút biện pháp, phát huy chiến thuật du kích vô cùng nhuần nhuyễn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 228.